Chào thầy và mọi người ạ. Dạ, chào cô. Dạ, chào chị Dung. Chào mọi người người ạ. Rồi. Hôm nay mình đi tiếp cái thì bất định ha, cái thì bất định. Thì mọi người nhớ là đối với cái thì bất định này á, nó chỉ có duy nhất một cái bất tiện như thế này là nó có tới vài ba bộ đuôi rồi. À, nó có tới vài ba bộ đuôi, đó là cái bất tiện duy nhất của nó thôi. Cái thân của nó thì bắt buộc là mình phải học thuộc lòng, bắt buộc là học thuộc lòng. Thì bữa là mình học được hai cái bộ đuôi của nó rồi, hôm nay mình học thêm một cái bộ đuôi nữa của nó. Khi mà mọi người để ý, mọi người sẽ vẫn thấy có cái tương đồng cái bộ đuôi, một cái bộ đuôi của nó thì nó đặc trưng bởi cái âm là âm âm a ngắn, còn một cái bộ đuôi á thì nó đặc trưng bởi âm âm y ngắn. Hôm nay á, cái bộ đuôi này mình học á, mọi người coi kỹ, nó khác á, là nó có một cái phụ âm nữa là phụ âm s, nhưng mà mọi người thấy nó vẫn đặc trưng bởi cái âm y ngắn nè. Chỉ có cái ngoại lệ á, là cái ngôi 13 số nhiều á thì nó đặc trưng bằng cái âm u. Thì đây là cái đuôi của nó ha, sinh im há sim há xí phá xích phá sung im sú. Mọi người nhớ là cái âm y mà trong mặt này nè là có thể nó bị nuốt nha, nó bị nuốt là nó bị mất luôn đó. Thì cái động từ mà ắc xô xí đó có nghĩa là đã nghe, đã nghe. Thì hiện tại của nó là su ná tí, là nghe. Mà thì bất định của nó đây, axo xí, axo xí. Thì như vậy axo xí này của mình chính là ngôi ba số ít, đuôi xí. Thì vậy cái thân của nó là axo. Đây mọi người thấy đây, cái thân của nó sẽ là axo. Thì vậy ghép đuôi vô lần lượt là axo sinh, axo xí, axum hả, Asut phá Aso sung. Một cái động từ nữa là chính là cái động từ mà thì hiện tại của nó là mình quá quen đó là caro tí. Caro tí, caro tí là thì cái thân quá khứ của nó là ak. Thân quá khứ của nó là ak. Thầy nói cái thân chứ thầy không nói cái căn nha, thầy không nói cái căn động từ, cái căn là căn ka. Đây là cái căn. Nhưng mà cái thân để mà ghép cái đuôi quá khứ này vô đó thì là AK. Cái thân rất đơn giản, mình bỏ cái đuôi đi thì cái còn lại là cái thân vậy thôi.
À, mình bỏ cái đuôi đi thì cái thân nó là á ca. Thì ngôi một là tương tự như vậy, á ca sinh. Ngôi hai, ngôi ba xuất là á ca sĩ. Xuống nhiều thì ngôi một là á cam á. À, cái âm a bên đây á, quanh đây nó được rút ngắn lại. À, á cam á, á cấp thoát, á ca sung, á cam sụ. À, đó, tại đây lưu ý nó có một số cái điểm nó biến cái thân á, cái nguyên âm cuối của cái thân đó nó sẽ được kéo dài hoặc nó được rút ngắn. Tương tự như vậy ha, DC tí. DC tí này á thì mọi người sẽ thấy là cái thân mà thì quá khứ của nó cũng chính là cái thân thì hiện tại. DC tí thì hiện tại ha, động từ ngôi ba xuất hiện tại mô tả cách DC tí. Thì góc hiện tại là DC. Còn thì bất định của nó là DC xí. Thì cái góc bất định của nó cũng là DC. À, thì đây là hai cái góc này nó giống nhau. À, tức là mọi người thấy là cái thân của cái thì quá khứ là nó rất là đa dạng. À, nó rất là đa dạng, có động từ thì nó theo kiểu này, động từ nó theo kiểu kia. Có động từ á, như DC xí đây mình mới mới nói đó ha, thì nó lấy chính cái thân của cái thì hiện tại. À, thì nó rất dễ cho mình nếu mà phải chi mà tất cả động từ Pali nó đều giống như ông DC xí nữa thì rất dễ cho mình. À, nhưng mà không phải, có một số á, thì cái thân quá khứ nó khác với cái thân hiện tại. À, rồi trong cái khác đó nó cũng vẫn khác nhau, nó tới năm bảy đường khác. À, có ông thì không có thêm gia tố A, có ông thì thêm gia tố A. Nên nói chung là mình học lòng. À, cái thân là mình học lục lòng vậy thôi. À, rồi hên xui may rủi hay ông nào mà cái thân nó giống hiện tại à, thì dễ thì mình nhớ mình ráp vô. À, nhưng mà không không quan trọng người nhớ cái đó, tức là nó sẽ có những cái động từ cái thân quá khứ nó khác với cái thân hiện tại. Đối với ông này nó giống thì cứ dễ ráp vô DC sinh. DC xí. Đây thì thành D xá diêm há hoặc là DC sim há. À, D xá dít phá hoặc là DC xít phá. À, mình nhớ cam e này nó hay biến thành âm a y dài. À, bữa thầy có nói cái quy luật đó thì mọi người sẽ thấy nó biểu hiện rất là nhiều như đây. À, e nó biến thành a y dài. À, thì cái âm s ở đây buộc, cái âm s ngay chỗ sim há, cái âm s này buộc nó cũng phải mất đi để nó hài âm vô thì mới được. Chứ d sa y dài rồi lại có s có sim há này thì không biết đọc làm sao. À, rất là khó đọc thì nó bỏ âm s lại luôn thành d sa diêm há nó nối vô, thì âm y dài trong trường hợp này nó thành một cái phụ âm thì mới đọc được. À, là d sa dít phá, DC xích phá, DC sung, D xá diên số. Rồi động từ gạt cho tí nó còn một cái thì bất định nữa. À, thì nó biến theo cái
cái bộ của cái bộ đuôi y à. Như đây là Agami San, Agamin, Agami, Agamim Hạ, Agamit Thả, Agami Sùng, Agamin Sụ. Rồi. Tương tự vậy cái động từ bát tý, xú na tý có nghĩa là đại loại là tán thành, đồng ý, hứa hẹn à. Thì nó sẽ có cái thì quá khứ theo cái bộ đuôi của axo, xí à. Nhưng mà cái gốc quá khứ của nó là bắc cha xô à. Thì cái gốc này nó cũng bất quy tắc luôn. Thì tóm lại mình học một lọc. Thì như vậy ngôi ba bất định số ích của nó là bắt chớ số xí, có nghĩa là anh ấy, cô ấy, nó, bạn đồng ý. Nó còn một cái góc bất định khác là bậc tý xung à, bậc tý xung thì nó sẽ ráp với cái bộ đuôi của hú bá săn cá mí à. Thì mình sẽ có là bậc tý xu xuống ní là ngôi ba ha, ngôi ba bất định à, cả ngôi hai luôn. Còn cái dạng động từ bất biến của nó là bá tý xú ní toa hoặc là bá tý xú toa à, thì cái này nó cũng đơn giản. Thực ra những cái dạng này nó có trong từ điển hết á, ở trong cái từ điển của mình khi mà mọi người tra cái động từ thì hiện tại á, mà từ điển của Bali Test Society á, người tra trong Digital Bali Reader á, nó sẽ liệt luôn những cái dạng bất định luôn. À, nó sẽ liệt luôn những cái dạng bất định cho mình luôn, liệt đầy đủ cái bộ đuôi như vậy luôn. Rồi, động từ bị động ha. Động từ bị động. Ở trong Pali á, nó có hẳn một cái động từ bị động. À, cái động từ bị động này là một cái động từ mà có cái đuôi bình thường. Xin lỗi, đuôi bình thường thì khó hiểu, tức là nó sẽ chia động từ bình thường ha. À, đó, tí qua đây mọi người sẽ thấy cái bộ đuôi nó, tức là nó sẽ chia theo ba ngôi. Ngôi 1, ngôi 2, ngôi 3. Số ít, số nhiều ha, có hẳn cái bộ đuôi. À, là mình nhìn vô mình biết nó là bị động luôn. À. Còn như mọi người học cái thể bị động của tiếng tiếng Anh á, thì ra mọi người thấy cái thể bị động của nó không phải là một cái động từ bị động đúng nghĩa, mà nó dùng cái động từ to be cộng với cái quá khứ phân từ à. Thì như vậy cái động từ to be á, nó mới sẽ được chia thành ngôi 1, ngôi 2, ngôi 3 hiện tại, quá khứ và ăn thua vô cái động từ to be, thực chất là một chợ động từ à. Còn lại cái biểu đạt cái bị động nó sẽ do cái quá khứ phân từ. Thì cái cách đó ở bên Bali cũng có, giờ mình đã học rồi. À, mình đã học rồi, tức là dùng cái động từ hô tý, ấp tý hoặc phá quá tý kết hợp với lại quá khứ phân từ thì biểu đạt một cái điều bị động, mình đã học rồi. À, thì Bali nó cũng có cái đó. Ngoài cái đó ra, Bali nó còn một cách biểu thị cái ý bị động nữa bằng cách là có hẳn một cái động từ bị động luôn. À, thì cái động từ bị động này đó nó sẽ tương ứng, nó đi ra từ cái động từ chủ động. À, tức là nói cho đơn giản, bây giờ cho một cái động từ chủ động à,
ví dụ như gạch cho tí à, thì gạch cho tí mình bỏ đuôi tí đi thì còn lại góc hiện tại là gạch chá đúng không? Đó thì đó là cái góc hiện tại chủ động. Thì với cái góc hiện tại chủ động đó nó sẽ biến đổi một chút, nó sẽ ra một cái góc hiện tại mà bị động à, xong rồi nó ráp cái bộ đuôi vô thôi à. Ví dụ như đây would cho tí là một cái động từ bị động ngôi ba số ít à, có nghĩa là điều đó đã được nói à, còn would chăn tí thì là ngôi ba số nhiều mà bị động, tức là những điều đó được nói hoặc là những điều đó bị nói. Thì như vậy thật ra cái bị động này nó rất là đơn giản à, bởi vì cái bộ đuôi của nó đó chính là cái bộ đuôi của động từ chủ động luôn à. Ví dụ như trên đây mọi người sẽ thấy đây là một cái bảng chia của động từ bị động à, thì đuôi mí nè, má nè, xí nè, thá nè, tí, em tí. À, nó giống y như cái bộ đuôi của một cái động từ hiện tại chủ động mô tả cách, bây giờ chỉ khác là khác cái thân của nó thôi à. Thì cái thân của nó mình sẽ tự làm được à, theo cái nguyên tắc sau nó rất đơn giản. Thứ nhất là mình lấy cái gốc hiện tại của cái động từ chủ động á ở mô tả cách đó, ví dụ như gạch gạch chá không được, bởi vì gạch chá là nó không thể bị động được à, xin lỗi, chá nó không thể bị động bởi vì nó là nội động từ, thì mình phải lấy cái ngoại động từ thì mới nói chuyện chủ động bị động. Rồi mình thêm vào cái hậu tố là ý giá hoặc là y giá à, thì khi thêm vào như thế này đó nó có thể xảy ra cái hiện tượng hợp âm hoặc là không rồi sau đó mình ráp cái bộ đuôi vô thôi. Ví dụ như động từ đê tí là cho ha, thì đây là một cái ngoại động từ à, cho thì phải cho cái gì đó à, thì nó sẽ có quan hệ chủ động bị động. Thì đê tí đang là chủ động ha, mô tả cách hiện tại. Thì bây giờ mình bỏ đuôi tí đi thì nó còn gốc hiện tại là đê à, cái đê đó mới cộng với cái hậu tố y giá vô thì nó sẽ thành đê y giá à. Rồi cái đê y giá này á, cái e câm e với cái âm y dài đây á, nó sẽ xảy ra hợp âm bằng cách là cái âm e nó bị nuốt đi thì còn lại đi giá, rồi sau đó nó thêm vô cái bộ đuôi đây tức là lúc này mình ra được đi giá là cái gốc hiện tại mà bị động, mình ráp bộ đuôi hiện tại vô thì nó ra đây, ráp cái bộ đuôi chủ động vô thì nó ra đây. Đi giá mí, đi giá xí, đi giá tí. Thì giờ nếu mà nói đi giá tí có nghĩa là cái đó được cho à, đi danh tí là những cái đó được cho à, tương tự bú chê tí là tôn kính, thì cái dạng bị động của nó sẽ là bú chí giá tí, tức là được tôn kính. À, ví dụ như mình nói là con tôn kính Đức Phật thì là bú chê mỹ bút thăng à, còn chuyển thành bị động nói là Đức Phật được tôn kính, được cái người nào đó tôn kính thì là bút thô bú chí giá tỷ à, bú chí giá tỷ. Tương tự cà rô tí là làm, thì cái dạng bị động của nó tức là được làm hay bị làm là cà rí giá tí hoặc là cà rí giá tí à, là được làm. Ví dụ như nói tôi làm việc thì a hăng cà rô mí căm măng, còn nói công việc được làm thì là căm măng cà rí giá tí hoặc là căm măng cà rí giá tí. Rồi, đây là một số cái bất quy tắc ha, lúc nào cũng vậy, nó sẽ có cái bất quy tắc.
Ví dụ há tý là giết, thì bị động bị giết là há nhá tý, à, há nhá tý. Phin đá tý là phá vỡ, thì cái dạng bị động nó là phích chá tý. Tý là nấu, thì dạng bị động cũng là bắt chá tý luôn. À, và nó là hai âm, âm C. Rồi. Rồi, mọi người có thắc mắc gì về cái phần đó không? Nếu không thì mình vào cái đoạn kinh ha. Dạ, mời sư đọc đoạn kinh ạ. Y cần samayang pagawa phu ganagare viraharati anandache thi về ta cha phu pagawa phikhu amante si phikhavu ti phan đề ti phá đành tề ti tề phikhu pagawato pachaso sum pagawa e ta da vô chát chất tà rô mê phí cá quê ma hà ba đề xê đề xê xà mí tăng su nà thá xà thu cần ma na si cá rô thá phà si xà mì tí e quăng phần tê tí khô tê phí khu phá cá quá tô bác chát sô sung phá cá quà e ta đa vô chát Katame Hikawe Chattaro Maha Pase Padesa Ita Hikawe Fiku Ewang Wadaya Sammukhang Etang Abuso Phagawato Sutang Sammukha Patikahitang Ayang Thammo Ayang Winayo Idang Sattusa Sanang Tí Tassa phikkhave phikkhuno phasi tăng đề quá afinan đi tập bằng napatik cô si tập bằng anafinan đi tòa apak cô si tòa ta ni padapya yan chana ni ta vi cần ukkha hetva sutte ô ta vinaye sandasse tập pha tập bà ni ta ni che xuất tề ô ta riyamana ni vinaye sandasi yamana ni na che wa xuất tề ô ta rành tí na vinaye sandisanti nithame tha Nithametha gần tập bằng Atha y đăng Na chê vá tát xá Phá gá vá tô Vá chá năng Arahato Sama Sambutthasa Tí Y tí hệ tăng Phí ca quê Chất đầy già thá Y thá bá ná Phí ca quê Phí phú ê quăng quá đầy giá Sammukha mê tăng Abuso Phagawat Patik tăng Phikawe Patik Go si tập bằng Ba đáp yàn cha na ni sa thu cần úc ga hệ tòa se tập bà ni ta ni che xuất tề ô ta riyama ma na ni vinaye sandasiyama na ni xuất tề che quá
ô ta lần tí quy na về cha sanh đi sanh tí nít tha mét tha mét tha gần tập bằng át tha y đằng ta sa pha ga qua tổ qua cha nàng arahato samma sambuddhassa tí y đằng phi khơ về ba thân bằng ma hà pa đề sằng tha rây ya tha. Dạ thưa thầy, Hạ Nguyễn dịch có gì sai thì sửa thầy. À, mời cô. Dạ. Một thời Đức Thế Tôn ngụ tại thành Phô Gá trong chùa Ananda. Ở đó Đức Thế Tôn đã gọi các vị tỳ kheo. Này các tỳ kheo, bạch ngài, các vị tỳ kheo, các vị ấy đã tuân thủ tuân tuân đã vân thuận Đức Thế Tôn. Dạ, tiếp đi con. Đức Thế Tôn đã nói điều này. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết bốn sự khẳng định lớn. Các khẳng định lớn. Các ông hãy nghe, khéo léo tác ý. Hãy nghe điều nhỏ. Dạ. Hãy nghe điều đó còn cái tăng đây. Dạ dạ. Các ông hãy nghe điều đó. Rồi. Khéo tác ý ta sẽ giảng. Rồi. Vâng, bạch Thế Tôn. Đức Thưa Thế Ngài, Tôn, hôm nay, không phải là dạ,
Dạ vâng thưa ngài. Đức Thế Tôn đã nói điều này. Này các tỳ kheo, gì là bốn sự khẳng định lớn? Bốn sự khẳng định lớn là Dạ, bốn sự khẳng định lớn là những gì? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo nên nói như vậy. Thưa các hiền giả, này điều này là trước mặt tôi được nghe từ Đức Thế Tôn, được tiếp thu trước mặt. trước mặt tôi à Dạ. Sammukha mê trước mặt tôi Dạ, được tiếp thu trước mặt điều tôi. này à, rồi điều này được Dạ. được Điều này được nghe, điều này là trước mặt tôi. Điều này là trước mặt tôi được nghe mặt từ tôi trước từ Đức trước Thế. Dạ. Trước tôi mặt điều tôi điều này được nghe. rồi Trước được mặt nghe tôi điều này được nghe từ Đức Thế Tôn. đúng rồi điều này được Được. nghe Dạ, điều này được nghe từ Đức Thế Tôn, được tiếp không thu. phải từ cái tôn phá cáo của tôi không phải là xuất xứ cách phá cáo của tôi là gì Của Đức Thế Tôn. đúng rồi điều này của Đức Thế Tôn Điều này của Đức Thế Tôn đã được được nghe, đã được nghe, đã được tiếp thu trước mặt tôi. rồi đã được tiếp thu trước mặt tôi Pháp này, luật này, điều này là lời dạy của bậc đạo sư. không phải từ từ ba cái vế đọc ra nó phải ngang như nhau cô không nó phải giống như nhau cái thứ ba cô đọc đúng rồi đó vậy thì ba hai cái kia nó cũng phải giống như vậy Dạ, pháp này, không pháp không phải này, không nó là một câu chứ không phải là một dạ cụm dạ tức là pháp, pháp luật, pháp nè. không ai dân thâm mưu là hết một câu Ái dân tham mô là pháp, pháp này, phải pháp này, đây pháp này là pháp, đây là pháp, đây là luật, đúng đây là pháp đây là luật đây là pháp, đây là luật. Điều này là lời dạy của bậc đạo sư. rồi à, nó một câu nó là như vậy còn mình nói pháp này luật này là mới là một cụm từ thôi nó đâu phải là câu à. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi Đây là pháp, đây là luật, điều này là lời dạy của bậc đạo sư. à. Này các tỳ kheo, điều được nói của vị tỳ kheo, điều ấy nên được tán đồng, không nên được bác bỏ, không nên bị bác bỏ. Sau khi Chưa, từ từ bình tát xá phí khu nô phá xí tăng là gì thì vậy cô phải coi lại cái cách dịch của cái động từ quá đê giá ở trên này. À cái quá đê giá ở trên lúc nãy là cô nói là nên nên nói đúng không vị tỳ kheo nên nói như thế này vậy bây giờ xuống tới đây khi mình giải tới câu này thì cái quá đê giá đây có phải là nên không
Tức là cái tình huống ở đây nó là cái gì? À, cái tình huống ở đây nó là cái gì? Không nên, sẽ không được, sẽ không được. Quá đê giá, quá đê giá ở đây là có thể, nên nên nói hoặc có thể nói. Nói nên nói. Chưa không ra được. Ý giá. Ý giá là cầu khí đó là khả năng cách. Cầu khí cách là thứ ba số ít. Nếu à, nếu mà như vậy là nếu. Giả sử đi. Giả sử. Khả năng. Khả năng cách có. Bài này em không có sợ cho nên em không biết. Cho chị dịch. Nguyên tắc mình phải coi kỹ nha, coi rất là kỹ, tại vì nó tới mấy cái sắc thái trong đó là mình dịch được cái là cái bài mà nó ra khác liền. Yeah. Thầy sửa chỗ này đi thầy, thì giảng cái chỗ này đi. Bây giờ thầy nói cái tình huống nha, thầy nói cái tình huống rồi mọi người coi, mọi người đọc. Cái tình huống đây là cái tình huống mà thực ra là cũng 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 nếu mình học giáo lý cũng được nghe nói nhiều rồi, tức là đây là có một cái vị tỳ khưu nào đó bố rằng là tôi đã nghe điều này từ Đức Phật, nghe một cách là trực tiếp á, tôi nghe điều này từ Đức Phật, đây là pháp, đây là luật. Thì nếu như mà mình nghe như vậy, các vị tỳ kheo khác mà nghe cái vị đó tuyên bố như vậy, thì trước tiên là không có không có tán thành mà cũng không có phản đối. Thằng ba. Yeah. Sau đó phải đối chiếu với kinh, đối với chiếu luật. Với luật, với kinh, với luật. Thì đó là cái tình huống. Yeah. Cho nên nếu mà như cô dịch nãy thì nó đâu thể ra tình huống nó được, nó không thể nào nó ra tình huống nó được. Vì tỳ kheo nào đó nên nói như thế này đó, đâu phải là nó đâu có ra tình huống nó được. Ra cái đó nếu mà nói rồi. Vậy là giả sử vị tỳ kheo nói như vậy. Đúng rồi. Có thể dùng cái chữ đơn giản là nếu. Ở đây nếu vị tỳ kheo nói như vậy. Nếu vị tỳ kheo nói như vậy, thưa các vì hiền giả. Chưa rõ, chưa cũng chưa rõ, cũng chưa rõ. Chưa rõ thầy. Chưa rõ. Vị tỳ kheo là chưa rõ. Nếu vị tỳ kheo nào đó là nếu một vị tỳ kheo nào đó nói như thế này, chứ vị tỳ kheo thì không rõ, mình không biết tỳ kheo nào, là không lẽ tất cả các tỳ kheo đều nói vậy. Ở đây nếu một vị tỳ kheo nào đó, đúng rồi, nói nào đó nói như vậy, thưa các hiền giả, điều vị, này bỏ cái hiền giả số, các vị, các ông, các thưa các ông, thưa các ông đi, thưa các ông, trước mặt tôi điều này được nghe, điều này của điều này của tôi à, điều này được. của đức điều này trước mặt tôi điều này được nghe, điều này của Đức Thế Tôn được nghe, được tiếp thu trước mặt tôi. Đây là pháp, đây là luật, điều này là lời dạy của bậc đạo sư. Này này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, điều đó tát xá là của người ấy.
lời nói bị tỳ khưu á này các tỳ kheo, điều được nói của vị tỳ khưu ấy, thì nói của bậc của vị tỳ khưu ấy, điều ấy không nên được tán đồng, không nên bị bác bỏ, không nên được tán đồng mà cũng không nên bị bác bỏ. Sau khi không tán đồng, không được tán đồng, sau khi không không bị bác bỏ, các bằng các câu từ âm tiết khéo léo, các vị này các cái bà ní bà đá phân cha na ní này nó đi với ra hệ tỏa này này à. Các vị này sau khi học trong kinh được so sánh trong luật, nếu những điều ấy được làm xuất hiện trong kinh. Khoan cô, cái tân ý bá đá phần chá nan ý này á, nó ghép như lại úc ga hay tóa nè. Chứ không phải là nó ghép với ô ta rế tập ba ní. À. Bất biến đó nó có ghép hết với vô cái tà ní á, chị Hảo hả? Ba đá bằng chè ní. Mọi người lưu ý nè, cái này quan trọng, mọi người lưu ý về cái cách bố trí các từ trong câu Pali á. Là mặc dù Pali nó không có cái trật tự câu nhất định, nhưng mà mọi người nhớ là những cái từ mà phối hợp với nhau á, nó phải ở chung với nhau thành một cái, như thành một cái cụm độc lập vậy, tương đối là độc lập. Chứ nó không thể nhảy cốc nó ở trong cụm này mà nó đi nó kết hợp với một ông ở ngoài đó là không không thể được. Cho nên ở đây nè mọi người coi nè, ta ní này đây đúng không, tới đến út cái này là bắt buộc bây giờ nó phải à, tức là cái đường đi nó đi từ đây, mọi người cứ đọc tự nhiên, nó đi từ đây tới út ga hay tóa ở đây mà mọi người chưa giải quyết cái út ga hay tóa này, mọi người lại nhảy ra ngoài tới tận cái ông này rồi mọi người ghép cái bá đa cho nó đi với ông này khả năng sai rất là cao. Nó sẽ không có trường hợp đó đâu. Nếu mà trường hợp mà như vậy mà coi như là hỗn loạn luôn á. À, nếu nó không có cái trật tự cái đầu nằm ở chung với ông này mà lại đi ghép với ông kia là loạn. Mình sẽ không thể nào mình giải nổi cái câu luôn. À. Thật ra Pali nó vẫn có cái cách sắp xếp nhất định, chứ không phải là hoàn toàn không có. Trên được ra gọi mà gọi một cách chính xác á, thì mình phải gọi là Pali có trật tự câu hết sức linh hoạt, phải gọi vậy mới đúng, chứ còn gọi là nó không có trật tự câu, nó hỗn loạn thì không đúng. Còn ngôn ngữ nào mà trật tự câu mà hỗn loạn không ai học nổi hết nè, cho giáo ngoài học thôi. À, cho nên ở đây khi mọi người gặp cái quốc gia hay tỏa, mọi người phải giải nó trước, mọi người phải giải quyết nó trước. Còn hai cái động từ bất biến là a rồi mình hiểu rồi mà chưa có coi trong từ vựng được đây nè. Rồi tán đồng apatikosita apa cái gọi là không bị bác bỏ, không bị bỏ. Rồi apatikosita là không bác bỏ. Ba cái động từ bất biến nó dùng dịch biết rồi. Đang tra từ từ điển, đang tra từ vựng.
Chị đọc lên chị nói cái nghĩa với em chúng chưa có là học cái này. Papa 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 đây đâu đâu rồi rồi. Thầy thầy để lại cái đoạn văn dễ nhìn hơn, thầy trong này cái chữ nhỏ quá. Bác bỏ nghĩa là bác bỏ. Yeah. Appa thì là tán đồng với bác bỏ đó. Yeah. Sau khi sau khi bác sau bỏ. Khi mà không không tán đồng mà cũng không bác bỏ. Yeah. Sau khi không được tán đồng, sau khi không không được không không được tán đồng, sau khi không bị bác bỏ. Rồi. Sau học khi đi. Sau khi và kéo rồi học tập. Rồi học theo. Không có, không có. Sau khi không được tán đồng, sau khi không được bác bỏ. Các được sau khi học học khéo léo. Được học không bác bỏ. Các vị này, các điều này sau khi học trong kinh được so sánh trong luật. Các câu từ âm tiết được đâu, chị phải dịch cái trực của cách trước chứ sao bắt đầu mới nghe trong kinh trong luật gì đó sao chứ chị. Ừ thì đây nè. Này các tỳ kheo, được điều được nói của các vị tỳ kheo, điều ấy không nên được tán đồng, không nên được bác bỏ. Sau khi không được tán đồng, sau khi không được bác bỏ. Đọc những cái câu đó đó. Ừ. Theo âm. Sau từ âm tiết. Chỗ nó mình. Các vị này. Các vị này sau khi học. Tôi học gì? Sau khi học. Cách khéo léo những âm tiết. Những câu. Các câu từ âm tiết khéo léo được làm xuất hiện trong kinh. À. Được so sánh trong luật. Nếu không. Những điều. Không phải là các câu cái sau thu căn bổ nghĩa cho Úc Giá hay Toa, nó là trạng từ ha. Nó trạng từ vậy. 80% là trạng từ, nó sẽ bổ nghĩa cho động từ. Động từ. Một cách. Không có những trường trạng từ nó sẽ bổ nghĩa cho danh từ, cho tính từ này nọ, nhưng mà rất là ít, 80% nó sẽ bổ nghĩa cho cái động từ. Yeah. Học một cách khéo léo. Những âm từ âm tiết đó. Khéo léo cái câu từ âm tiết đó rồi. Ở đây được ra không phải là học, với cái này không phải là học đối chiếu hả thầy? Không, cái này không phải là học, cái này chỉ là tiếp thu thôi, hoặc là tiếp nhận, là gọi là tiếp nhận nói khách quan rồi. Nhận đây, tiếp nhận. Sau đó tiếp nhận các câu từ âm tiết đó. Câu từ âm tiết nào biết không? Âm tiết mà hồi nãy mấy người đó họ thuyết đó, thưa thầy, phải không thầy? Cái ông tức là các vị tỳ kheo nói á, các vị tỳ kheo nói. Ông tỳ khưu nào ông nói đó. Một ông tỳ khưu nói thôi. Dạ, cái ông tỳ khưu nói. Cái vị tỳ khưu nói đó. Đúng rồi. Thì cái sao thu căn ở đây á, cái nghĩa của nó là thấu đáo, là hợp hợp nhất. Còn khéo léo nó cũng không hợp, thấu đáo. Yeah, hợp nhất. Như vậy là không phải là khéo léo mà nó là thấu đáo. À, thấu đáo. Vậy là thấu đáo. Sửa lại cái từ vựng ha, thưa thầy. Dạ. Sau khi tiếp nhận một cách thấu đáo
Tức là như thế này nè, tức là trước đó thì đã là này các tỳ kheo điều được nói của vị tỳ kheo điều đấy ấy không nên được tán đồng, không nên bị bác bỏ. Sau khi không tán đồng, sau khi không bác bỏ bằng các bằng 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 các câu từ âm tiết khéo Không léo, phải tức là âm tiết, đây là trực bổ cấp số nhiều, không phải cái động bằng cái câu. của cái động từ u cách thê toán đó chị. Cái động từ bất biến mà nó liên hoàn á à, thầy có nói một lần rồi, mọi người khi mà nó liên hoàn á, mọi người bỏ cái sau khi đi, cái sau khi mình chỉ đặt ở cuối thôi Rồi. thì mọi người dịch mới được, còn mọi người cứ chê mới sau khi rồi cái mọi người rối. Rồi. Không tán đồng, Không tán không đồng, không bác bỏ nắm bằng bắt à, tiếp nhận thấu đáo những câu từ âm tiết đó rồi đó, rồi cái gì đó mình tiếp, tiếp còn cứ mình cứ nhận chen sau khi các cái lấy hồi mình rối lên mình không biết chuyển cái tiếng Việt tiếp như nào à. tiếp nhận các câu từ Khi âm nó tiết liên đó. hoàn á, mình chỉ đọc mình cứ đọc cái nghĩa nó lên thôi sao sao đó. Âm tiết đó Phải không bác bỏ, phải rồi không tán đồng, không không bác bỏ. Tiếp nhận, tiếp đúng nhận rồi, một tiếp các nhận các kéo tiếp nhận khéo léo các âm từ câu tiết đó đúng rồi đáo. một cách thấu đáo. rồi phải rồi rồi gì đó tiếp rồi. Rồi. Rồi sau, rồi vị này sau khi học trong kinh so Không sánh đâu trong có, luật. Đâu có học không cái có. gì hết, học rồi. À, khéo léo thì được rồi. Rồi, khéo léo. Rồi. Được làm sức. Khéo léo được so sánh, khéo léo so sánh trong luật chứ phải có là khéo léo, tức là khi mà tiếp nhận khéo léo, cách khéo léo trong kinh so sánh trong luật. Nếu điều ấy Khoan, từ à, từ không là vào cái đây gì rồi, trong kinh trong luật rồi, được rồi. Ở chưa đây nên đi đến kết luận. chưa ô chưa 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 cơ chưa chưa còn ô sút ta ô cái gì ta tắt ba đi cơ mà. cái gì so sánh cái gì không so sánh Những điều ấy so những sánh điều ấy chưa so sánh chưa đúng điều ấy những điều ấy được làm xuất hiện trong kinh, chưa được chưa so sánh trong tương lai phân luật. tương lai phân từ Sẽ được xuất hiện. Nếu những điều ấy sẽ được xuất hiện trong kinh. không không có sẽ được xuất hiện trong kinh, không có sẽ nó chưa ra cái tương lai phân từ dùng để chỉ gì nữa Khả năng có thể không, xuất hiện được. nếu nếu Nó là nếu khả năng phân từ mà. Tương lai phân từ là khả năng phân từ. Nếu những điều ấy có xuất khả hiện năng trong kinh. không có khả năng, không phải khả năng mà là Tương lai phân từ. Có thể mà. không phải khả năng nha, không khả khả năng là mình lộn qua cầu khuyến cấp rồi, ở đây nó không phải khả năng, Nó là tương lai phân từ bị tương lai động. đúng rồi, tương lai không từ bị động. Nên được. Đúng rồi đó, đó cô nghĩa ra được. Nên được. Nên được xuất hiện trong kinh. Nên được xuất hiện trong kinh, nên được so sánh trong luật. Nên được xuất hiện trong kinh, nên được.
nên được so sánh trong luật. Cái ý nên đó, bởi vì nó diễn tả một cái việc mà xứng đáng như vậy, nên như xứng đáng như vậy, xứng đáng như vậy có nghĩa ở đây là nên cái chuyện đó xứng đáng, có nghĩa là cái chuyện đó xứng đáng làm thì có nghĩa là nên. Chứ không phải là chỉ khả năng là mình lộn qua cái động từ cầu khiển cấp. Nên được so sánh trong luật. Nên được so sánh trong luật. Cái từ gốc này ở trong đoạn kinh là xuất hiện. Nên được xuất hiện trong kinh mà cũng dễ hiểu thôi, mình nói nghe nó ngược ngạo vậy, tức là bây giờ tôi dở kinh ra tôi phải thấy. Nên được xuất hiện trong kinh thì tôi dở tôi phải thấy, còn không thấy là thôi. Không phải. Này không có dịch xác, các bản dịch người ta cũng không dịch xác mà nên được xuất hiện, mà người ta cũng dịch thoáng thoáng là nên đối chiếu trong kinh, nên so sánh trong luật, thì nó cũng không sai, nó cũng không có gì sai, đây là vấn đề biểu đạt thôi. Nên được xuất hiện trong kinh tức là dở kinh ra là phải thấy nó, chứ không thể nào hiểu là thêm cái đó vô trong kinh không có thêm vô thì là không phải. Rồi dở kinh ra thì phải thấy nó, để thấy cái điều đó. Rồi tiếp đi con. Nếu không xuất hiện trong kinh, không xuất hiện trong luật, ở đây nên đi đến kết luận. Chưa, nếu sao nếu cái câu rất dài mà tani chê tê otariya mani. Câu này cực kỳ chi tiết, rất là kỹ, cực kỳ kỹ, đoạn này rất hay, rất kỹ, rất chi tiết. Lẽ chép qua thiếu rồi. Cái tờ giấy nháp, tờ giấy nháp. Nếu những điều này. Nếu những điều này. Nếu những điều này. Điều ấy được xuất hiện trong kinh. Chưa, không phải. Mọi người nhớ cái ota riya manani ở đây á, nó là hiện tại phân từ. Riya manani trong khi xuất hiện trong kinh. Trong khi xuất hiện trong kinh. Khi à, cái này là vị trí cách tuyệt đối nè. Đúng rồi. Vị trí cách độc lập. Vị trí cách. Trong đá si già mà nàng ý đây cũng là hiện tại phân từ nè. Dạ, hiện tại phân từ. Cái ô tá rê tập bên ý lúc nãy dịch chưa kỹ nè cô. Cái này không phải là xuất hiện trong kinh mà là được làm cho xuất hiện ở trong kinh. Được làm xuất hiện. Được làm kỹ xuất hiện. Lại nên cái đoạn này mà là dịch rất là rối, này mình sẽ làm mình sẽ bị rối đoạn dưới. Nên được. Được làm xuất hiện trong kinh, được làm xuất hiện trong luật. Đỡ rối đó thì có thể chấp nhận cái cách dịch thoát, tức là đây là nên được đối chiếu ở trong kinh, nên được so sánh ở trong luật, thì để cho đỡ rối, thì với cái chỗ này mọi người mới đỡ rối thì mọi người chưa quen. Tại vì cái gốc hiện tại của nó mà là ê á, thì nó là truyền động, nó là động từ truyền động, tức là làm cho cái gì đó xuất hiện, mọi người nhớ không? Rồi giết, rồi xui bảo giết, làm cho ai đó giết, nó là truyền động. Nên cái truyền động mình không chú ý kỹ, mình lộn lại thành một cái động từ
Tha động là cái nghĩa nó ra khác liền. Được là mình đọc câu coi rất là kỹ, cái câu Bali mình coi rất kỹ, coi từ chi tiết, coi ra tổng quan. Tại nó lệnh cái là rồi là xong là đi nguyên một bên luôn. À. Còn mà muốn đỡ vì không muốn muốn đỡ rồi đi tắt đón đầu thì tham khảo bản dịch thôi. À, thầy đã nói rồi. À, tham khảo bản dịch thôi. Tất nhiên các vấn đề đó mình vẫn phải nắm, các vấn đề về động từ truyền động, động từ tha động mình vẫn phải nắm, chứ không phải là mình coi bản dịch mình không nắm. Ngay cái bản dịch nó giúp mình đỡ nặng đầu lúc đó, nhưng mà xong rồi mình bắt lại mình phải xác định, à vậy là cái này là động từ truyền động nè, ví dụ vậy. À, cái này động từ tha động à, vậy thì mình mới đạt yêu cầu. À, còn nếu mà tự động không có bản dịch đó là phải coi rất kỹ, coi từ chi tiết, coi ra tới đó. Mọi người nhìn lướt qua cái mọi người thấy rất là giống nhau đúng không? Otare tập ban ý, rồi đây là otarantí, mọi người thấy là cái âm này là âm a nè, nó là động từ tha động, mà đây nó làm e nè, nó là động từ truyền động. Thầy cho hỏi một tí được không thầy? Dạ, cô hỏi đi cô. Thầy vừa mới nói thì là cái động từ mà otare tác văn ý ở trên, tức là nó động từ truyền động, nhưng nó là chủ động và là ngoại động từ. Còn cái động hiện tại phân từ ở dưới là otaria mani thì nó là động từ bị động, đúng không thầy? Cái kia là động từ truyền động nhưng nó vẫn là chủ động, đúng không ạ? Làm cho cái gì xuất hiện? Không, nay từ... nó là tương lai phân từ thì nó là bị động hết. Nhưng mà tương lai phân từ của một cái động từ truyền động ra nó vẫn phải khác, nó vẫn phải hiểu khác với lại cái tương lai phân từ của một cái động từ tha động. Tức là nó đều là bị động, nhưng mà một cái là của động từ truyền động. Đúng rồi. Cái là một cái là động từ tha động. Chủ động đúng không? À. Tha động. Ông thưa thầy, cái động từ otare đó thầy, otare đó là động từ truyền động, nhưng mà một cái là chia theo cái tương lai phân từ, còn một cái chia là hiện tại phân từ, phải không thưa thầy? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà hiện tại phân từ đó là otare nó là đúng rồi, một cái là tương lai, một cái là hiện tại á. Một cái là bị động rồi một cái chia ở thầy. Cái là chủ động á. Thầy nói tắt, thầy nói tắt để thầy nói lại cho rõ không lại lộn. Tức là khi mà nói là truyền động á, thì mình phải nói cho rõ là cái động từ nó truyền động, thì cái động từ của nó là động từ đây, otare tí. À, còn ở đây á, là otarantí. À, thì otarantí thực chất là otarantí đó. Otarantí là 13 số ít, thì otarantí là 13 số nhiều, vậy thôi. À, bây giờ quy về động từ hết để cho mọi người thấy rõ, không kẻo lại lộn. Tức là khi mình xét về động từ đó, thì động từ tha động của nó là ô tá rá tí, à, ngôi ba suất. Còn truyền động của nó là ô ta rê tí, ba suất. Bây giờ cái ô ta rê tập ban ý ở đây á, nó là tương lai phân từ các ô ta rê tí ở đây. À, thành ra cái nghĩa của nó mình đọc là mình phải đọc từ ô ta rê tí mình đọc ra. Rồi. Một ông ha, là xử lý xong cái ông này ha. Bây giờ cái ông ở dưới đây là đi từ đâu? Vậy bây giờ trả lời ông Otari giá Manani này là đi từ ông Otari tí hay là Otara tí? Ông này đi từ đâu nè? Ông này đi từ cái bị động nè, Otari giá Manani là từ Otara tí. Ông này là Otara tí hả? Otaria mà cái này là Otara, Otarati, này là Otarati. Cảm ơn thầy.
Rồi, ok. Nó là otari, otati. Rồi, thôi. Thì nó đổi thành là otariya nè. Cũng nó cũng có mà tên nó biết giá đó. Aya đó. A giá gì? Hôm bữa thầy nói đó, nó biến đó. Không, nó không biến vậy. Otariti là nó biến. Nó là otariya. Là trong cái một ngữ pháp thì thầy có nói là từ động từ chủ động biến thành động từ bị động thì e nó đổi thành ya, đúng không ạ? Còn cái kia trên nó là động, nó là tương lai phân từ thì bây giờ bình tĩnh nè. Không có rồi để coi đi, để lại cái góc nó cũng là e luôn à. Bây giờ quan từ bây giờ otariya manani ở đây á, nó xuất phát từ động từ nào? Bây giờ mình quy cái động từ nó về là mình sẽ ra mình quy cái động từ nó về otariya thì nó otare thôi tí rồi. Không, nếu mà otare thì nó sẽ chuyển thành là chữ y dài chứ không phải là chữ y dài, không, nó là y dài. Không ý, không biết biết ý ý à, tức là Phương nghĩa chưa hiểu hả, cái chỗ là nó là cái đuôi động từ á thì nó sẽ biến thành là y giá, còn nếu mà cái đuôi của động từ nó là e là e thì nó là phải là biến thành là y ya chứ không phải y ya, ý là vậy á. Hôm bữa thầy sư có quên thầy có gì là chữ e á, biến thành chữ a ya a ya cộng với thêm mana vô mana ní e là biến thành a giá, cô nghĩ là nhớ bài và biến thành dài một chiều như khác động từ bị động như sau, lấy gốc hiện tại động từ chủ động thêm đuôi vào không chưa không có chưa có không biết cho nên không áp dụng vậy chị ơi, cái này đúng rồi cô Dung nói đúng rồi đó. Nếu nó là a dài, nó là a giá là khi nào là cái đuôi của nó là a, chứ không. Còn nếu mà nó là đuôi của nó là e là nó là dài chứ không, nó cả rồi mới thêm giá dài cô Dung nói đúng rồi đó nè. Cái động từ bị động nó vẫn có dài. Thể có động từ chủ động mà nó chuyển động, nhưng mà khi mà mình kể trong cái tương lai phân từ là otaretani thì nó là bị động vì nó do cái tính chất của tương lai phân từ, còn cái động từ otari aimani thì nó là hiện tại phân từ của động từ là bị động biến đổi từ động từ otare tí thành là otaria tí, đúng không ạ? Nếu như trong thuyết thầy dạy hả? Nên hôm qua mới hỏi thầy. Nếu mà vậy thì nói tóm lại là các cái động từ mà nó cái âm của nó với âm cuối của nó là á đó, nó là cái thành phần cơ bản của nó là á đó thì nó là ý giá. Còn nếu mà thành phần cơ bản của nó là a rồi o rồi e là y giá. À,
cái đuôi của nó mà có chữ thì biến từ động từ chủ động thành động từ. Dạ em biết rồi chị, nhưng mà cũng là á đó. Á thì nó sẽ được xen y vào trước khi ép với tiếp, trước khi ghép với tiếp vị ngữ giá, tức là y giá, ý giá. Còn nếu thành phần cơ bản của cái động từ năng động thể mà có nguyên âm cuối không phải là á đó, thì nó sẽ được thêm y này vô thành nó là y y giá. Thì đang lộn cái chỗ này nè. Tức là ở đây nó là hiện tại phân từ của cái động từ bị động. À, cái động từ bị động đó chính là cái động từ là otareti đó, là động từ chủ động. Khi mà chuyển sang bị động, cái bài nãy mình mới học nè, nó có một cái ví dụ bu chê tí nè, thì bu chí giá tí thì ở đây tương tự vậy là ô otari giá tí. À, còn cái hôm bữa thầy nói nguyên tắc hôm bữa là nguyên tắc khác không ăn nhập ở đây là âm T á, thì nó hay biến thành âm A, âm này âm A với Y dài, nhưng mà ở đây là âm Y mà đâu phải âm A đâu, nên nó không ăn nhập gì đến cái đây hết á. À, tức là cái Bucento này nè, nếu mà nó muốn muốn biến á, thì nó sẽ biến như thế này. Đó, tức là Bucento mà biến ra đó thì sẽ biến thành bu trá danh tô, chứ không thể mà biến thành bu trí danh tô như này. Nó khác nhau chỗ âm A đây nè, còn đây là âm Y. À, ừ, anh Dung được âm E á, thì nó sẽ biến thành âm A với Y dài. Thì E đây á, nếu mà muốn biến á, thì nó sẽ biến thành bu A Y dài đây, rồi thêm một cái âm A vô để mà nó hợp âm cho thuận miệng. Thì bú trá danh tô, thì bú trá danh tô là tương đồng với bu chen tô. À, bú trá danh tô là tương đồng với bu chen tô. Nhưng ở đây là bú trí danh tô. À, cực kỳ chi tiết. Cực kỳ chi tiết. Nắm một chỗ nữa không vẫn là ben, đi nguyên một ben luôn. À, thì như vậy otariya manani ở đây là một cái hiện tại phân từ của một cái động từ bị động. À, và mình nhớ nó là hiện tại phân từ thì mình dịch là trong khi, trong lúc. Trong lúc được xuất hiện không thầy? Còn trong lúc được làm cho xuất hiện ở trong kinh, tức là đang so sánh ở trong kinh chứ không phải trong lúc xuất hiện ở trong kinh. Được xuất hiện. Trong lúc được làm cho xuất hiện trong kinh. À, vâng, cũng như trên. Tức là hai cái nó đều là bị động thấy, nhưng mà nó là ý nghĩa không hả? Alo.
Alo, dạ sao cô? Dạ, lúc nãy tôi đang bị mất mạng, tôi nói nhưng không biết có nghe rõ lắm. Tức là tôi nhắc lại cho này có hiểu là đúng rồi thầy. Tức là hai cái từ này này, ở trên otare tapani thì vào cái động từ là từ ở dưới, tức là otari đều là có tính chất bị động, nhưng mà động từ trên nó cấu tạo được cái động từ chủ động, nhưng mà nó là do tương lai phân từ. Còn cái động từ dưới, chính xác, còn cái động từ dưới phân từ hiện tại phân từ như bình thường đúng không thầy? Đúng, hiện tại phân từ như bình thường, nhưng mà nó là hiện tại phân từ của một cái động từ bị động, thành ra nó là bị động luôn. Đó, câu hỏi rất hay. Vâng, nhưng mà cái động từ bị động là do nó đã biến biến cái của động từ của điện hiện tại e là thành ia đấy không? Như thầy đúng giảng rồi. Trong lý thuyết đấy ạ. Đúng rồi. Như cái phần 4 hôm qua thì hỏi thầy đấy ạ. Vâng, thế thì đúng rồi ạ. Tức là mình đều hiểu là hai cái nào đều là ý nghĩa bị động mà và động từ chuyển động và là bị động, nhưng mà ý nghĩa nó khác nhau. Nhưng mà nó là động từ bị động thì đâu có cần phải thêm y giá vô để mà chuyển thành bị động lần nữa đâu ha ha ha. Không, đây nhá, là động từ đơn. Đâu có, nó mà nó cái trên nó chuyện nó là chuyện tàu chuyển động chứ cái dưới mới là bị cái, động. Cái động từ ở trên nghĩa chưa hiểu ý mình. Tức là động từ cái từ trên này nó khốc từ cái động từ chủ động otareti. Đúng rồi. Phân tương lai phân từ nên nó mang tính chất bị động là do cái tương lai phân từ này. Thế còn cái động từ ở dưới nó là từ cái động từ otareti lại biến thành là otariati thì nó là bị động rồi và nó cấu tạo phân từ tương lai hiện tại phân từ như bình thường, nó cũng đang là đang bị động luôn. Vâng, nó đều là mang tính chất là bị động hết, nhưng mà ý nghĩa của nó là khác nhau cho nên hay bị nhầm lắm. Vậy là nó là một động từ truyền động, xong bắt đầu mới chuyển nó qua là bị động, chứ không phải là động từ chủ động, phải không thưa thầy? Không, truyền động nó lại khác nghĩa. Truyền động nó lại ý nghĩa khác nghĩa. Chủ không động phải. Khác, bị động khác. Otare tí, động từ truyền động. Alo, mọi người nghe thầy được không? Dạ, nghe thầy. À, nghe. Mọi người đừng có tranh luận nữa, để thầy tóm lại thầy giải thích lại cho là rõ ràng. Mọi người tranh luận lại rối, tại vì tới đó mọi người nắm được vấn đề để thầy tóm lại cho. Tới đây mình dừng đi, mình đừng có tranh luận nữa. Thứ nhất có hai chuyện mọi người phải phân biệt được là cái chuyện chủ động với bị động á, là một cái phương diện. À, cái chuyện là truyền động hay tha động á là một phương diện khác, hai phương diện này không ăn nhập nhau. Vâng, đúng rồi ạ. Ha. Mà hầu như gần như 100% á động từ truyền động chính là gì? Là chủ động hay bị động? Bị động á thầy. Thấy như vậy. Truyền động sao bị động được? Truyền động là chủ động, sai động khác gì? Bị động nữa. Chủ động á. Đó gọi là truyền động. Để mình hiểu vậy cho nó vui nè, nó truyền động là ông cố nội của chủ động nữa, chứ không phải chủ động, tại vì chủ động là chính mình đi làm chuyện đó là giết. Đây mình đi sai cái thằng đó giết nữa. Là mình là tới sư phụ của chủ động nữa. Sao mà bị động nữa? Nha. Thì nó truyền động là đương nhiên nó phải chủ động. Là chủ rồi. Cái thứ hai là cái tương lai phân từ á. Mình nhớ là tương lai phân từ luôn luôn là bị động.
Mà nó lấy gốc của động từ tức là nó lấy cái gốc của động từ chủ động rồi nó hình thành, nó hình thành nên nó, nhưng mà nó là bị động dù cái gốc đó là chủ động. Dung nói đúng rồi đó. À, còn cái hiện tại phân từ á thì tính chủ động hay bị động tùy thuộc vô mà nó, động từ gốc của nó. Cái động từ gốc nó là chủ động thì hiện tại phân từ nó chủ động. Cái động từ gốc nó bị động thì hiện tại phân từ nó bị động. À, nhưng nó vẫn diễn đúng cái tính chất của cái hiện tại phân từ là diễn tả cái hành động đang diễn ra đồng thời với. À nhớ ha. Đó. À, cho nên otari giá ở đây nó là gốc của cái động từ bị động. À, thì cái tương lai, cái hiện tại phân từ ở đây là bị động, tức là trong khi những cái đó đó, à, trong khi những cái đó được làm cho xuất hiện ở trong kinh, à, được so sánh ở trong luật mà không không sao không xuất hiện trong kinh đó, tới đây mới là tha động à. Mà không xuất hiện ở trong kinh, không xuất hiện trong luật, không xuất hiện trong luật thì nên đi đến kết luận. Rồi đúng rồi, thì kết luận này nên thì tại đó kết luận nên thì được ở đây là nên dạ nên đi đến kết luận thì ở đó kết luận nên được kết luận nên được đi đến rằng là kết luận nên được đi đến. Quả thật lời nói này không phải của Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Đây không phải là lời nói của Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Như vậy, các tỳ kheo hãy nên từ bỏ điều này. Đúng rồi, hãy nên từ bỏ điều đó. Dạ. Từ bỏ điều ấy. Đoạn kinh này nó rất là chi tiết mà mọi người thấy, mọi người phải nắm rất là kỹ, rất là chắc về cái chức năng của những cái loại từ đó trong Pali thì mọi người mới giải ra cái câu này được, mà khi mình giải ra thì hết sức là chặt chẽ. À, ở trên á là sau khi cái câu trước á là sau khi không tán đồng, không bác bỏ, tiếp thu hoặc là tiếp nhận một cách thấu đáo những cái câu cú âm tiết đó, à, thì những cái điều đó nên được, tức là ở đây khi mà cái vị tỳ kheo đó họ nói cái đó đó thì mình không tán đồng cũng không bác bỏ mà mình phải tiếp nhận thấu đáo, mình phải tiếp nhận nó một cách thấu đáo chứ không phải nói ừ ông này nói chưa chắc gì đúng, đâu biết đúng hay sai đâu, thôi kệ, nghe chữ nào được chữ đó không phải. À, ở đây nói rất rõ là phải tiếp nhận nó một cách thấu đáo. Nếu như mình đặt vấn đề là kiểm chứng, tại vì mình nghe không rõ đó, thì có khi chính mình hiểu lầm cái vị đó thì mình còn kiểm gì được nữa. Hoặc là có khi lỡ vị đó nói đúng thiệt thì sao?
lỡ vì đó nói đúng thì sao, thì cái điều đó đúng là của Đức Phật, nhưng mà mình lúc mình nghe vì đó mình nghe ba chụp ba giật thì chính mình lại lại bỏ mất cái lời Đức Phật, hoặc là mình lại nghe hiểu lầm cái ý vì đó, mình nghe không rõ hiểu lầm ý vì đó, rồi mình về mình kiểm, mình kiểm mình thấy không có, rồi mình nói oan cho vị đó, ví dụ vậy. Cho nên ở đây là cái tinh thần hết sức là khách quan. Câu này rất là rõ, rất là chi tiết. Tức là phải tiếp nhận cái điều đó một cách kỹ lưỡng, thấu đáo. Thì xong rồi mới nói đi kiểm chứng được, còn từ đầu anh tiếp nhận cái thông tin nó đã bị lệch rồi, anh tiếp nhận vô bị lệch, anh còn kiểm gì nữa. À, còn câu cái đó thì mọi người thấy nó hay nắm rất là rõ ha. Tức là trong khi điều đó được làm cho xuất hiện ở trong kinh, tức là trong khi mà ở đây nó là thể bị động, tức là trong khi mà mình kiểm chứng những cái điều đó trong kinh, mình đối chiếu những cái điều đó trong luật á, mà không thấy, à, nó diễn tả cái hành động xảy ra đồng thời với hành động của cái động lực chính, tức là trong khi mà mình kiểm á, mình không thấy, chứ không phải là mình không kiểm rồi mình nghe nói lại, mình nghe lại lại nghe thêm một người nào đó nói là à, có đó, tôi thấy trong kinh có đó, tôi, tức là mình nghe mình không tự đi kiểm chứng mà mình lại nghe đã thêm đầu này đầu kia nữa. Thì câu này nói rất rõ là mình phải kiểm cái đó, trong khi mình kiểm á không thấy có à, thì lúc đó mới có kết luận là như thế này. Rồi tiếp đi cô. Lại nữa, ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo nên nói như vậy. Nếu các ông, nếu vị tỳ kheo nào đó nếu một vị tỳ kheo nào đó nói như vậy. Thưa các ông, trước mặt tôi được nghe từ Đức Thế Tôn được điều này đã được nghe của Đức Thế Tôn. Điều này của Đức Thế Tôn đã được Điều này của Đức Thế Tôn đã được nghe. Được tiếp thu trước mặt tôi. Được tiếp thu trước mặt pháp này, luật này. Đây là pháp, đây là luật. Đây là lời dạy của bậc đạo sư. Trời. Này các tỳ kheo, điều được nói của vị tỳ kheo, điều gì được nói của vị tỳ kheo, điều ấy không nên không. Được tán đồng. Điều được nói của vị tỳ kheo đó, à, tách xá đây là bổ nghĩa cho Phí Khu Nô. Điều được nói của vị tỳ kheo đó, rồi. Điều ấy không nên không. Được tán. Không có chữ điều ấy. Không có điều ấy, đọc nói vô luôn. Điều đó, điều được nói của vị tỳ kheo đó không nên được tán đồng, không nên bị bác bỏ. Sau khi không tán đồng, không bác bỏ. Rồi, tiếp nhận, thấu đáo. Những câu từ ông Tiết ấy. Tiếp nhận một cách thấu đáo câu từ và âm tiết đó,
Rồi, các câu từ âm tiết đó số nhiều. Muốn làm cho xuất hiện. Trong lúc được làm cho xuất hiện trong kinh. Chúng nên được. Chưa câu dưới cô lộn rồi, nó vẫn ở câu trên này, chưa xuống. Sau khi học tập. Sau khi không tán đồng, sau khi không tán đồng, không bác bỏ. Tiếp nhận một cách thấu đáo. Các âm tiết đó. Các câu từ âm tiết đó. Tiếp nhận các thấu đáo các câu từ âm tiết đó. Rồi. Lên được. Rồi được so sánh. Chúng, rồi. Chúng. Đối chiếu với kinh. Rồi chúng. Được. Nên được xuất hiện trong kinh, nên được làm cho xuất hiện trong kinh, được so sánh trong luật, nên được so sánh trong luật, nên được so sánh trong luật. Nếu những điều đó được làm xuất hiện trong kinh, được so sánh trong luật, trong khi được làm xuất hiện trong kinh được so sánh trong luật, trong khi được xuất hiện trong kinh, trong khi được so sánh trong luật. Rồi. Nếu điều đó xuất hiện trong kinh và xuất hiện trong luật. Nếu xuất hiện trong kinh và xuất hiện trong luật. Rồi. Thì nên đi đến kết luận. Thì tại đó kết luận nên được đi thì, đến. Thì ở đó, thì tại đó kết luận nên được đi đến. Rồi. Quả thật lời nói này là của Đức Thế Tôn Bậc A La Hán. Đây là lời nói của Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Đúng rồi. Này các tỳ kheo, nên nắm giữ lời khẳng định thứ nhất này. Đúng rồi. Các con nên tiếp thu, nắm giữ đây là tiếp thu. Rồi. Lời khẳng định thứ nhất này. Lời khẳng định lớn thứ nhất này. Có hỏi một tí vẫn ngữ pháp là thầy ơi phần này. Câu hỏi đi cô. Thứ nhất tức là ở cái trang đầu tiên ấy, đấy. Cái trang đầu tiên ấy thì là phát áo Eta Davocha đấy, Chato Rome, Bikave đấy. Thì ở câu trên nó khẳng định là có bốn cái điều khẳng định lớn, mà dưới nó lại dùng là tăng. Các con hãy... Ở đây chỉ là một điều thôi. Ở đây là một điều, cái đoạn kinh họ. Tức là cái tăng này nó muốn cho cả cái đau câu là cả một điều thôi, đúng không ạ? Đúng rồi cô. Vâng. Cái thứ hai tức là
cái câu lúc nãy mình vừa mới giảng ấy thì vừa mới giảng ấy thì mình, tức là thực chất ở đây tức là cả cái câu này mình không thấy động từ, nhưng mình phải hiểu là cái động từ hôn tin hôn trí đã bị giản lược, và thứ hai tức là cái gì nhỉ, cái gì nhỉ? Ta ní ô tá ra yamin thì tức là nó vừa là nó là trực bổ cách cho cái động từ út ga hết qua, và đồng thời là nó còn nó là trung tính sau điều thì nó cũng có là người ta đã giảm ước đi, nó cũng là chủ cách cho cái động từ hôn ti, đúng không thầy? Đúng, chính xác. Cho nên là trong những cái trường hợp này, ví dụ như tôi là rất hay bị nhầm là nó đều là số điều của trung tính thì nó, và đồng thời trực bổ cách của trung tính nó cũng giống nhau, cho nên là rất hay bị dịch sai ở chỗ này, mình hỏi thầy như vậy. Đó. Đúng, bây giờ thì hiểu rồi ạ. Cảm ơn thầy. Ở đây thầy có ghi thẳng này mà, đây thầy cũng rất là cẩn thận này, ghi thẳng ở đây rồi mà. Ora otariya mana nè, được làm xuất hiện sang đã si mana, thầy cũng ghi rất rõ, được so sánh mày ghi trong bản từ vựng. Giờ nãy không coi đúng không, không coi bản từ vựng, có coi nha, coi lướt qua. Được làm xuất hiện nè, ghi bị động rõ ràng, được so sánh đây rõ ràng, bất kỳ coi thì. Vâng, nhưng mà lúc nãy thầy phân tích như thế thì nó mới rõ hơn à? Chứ làm bộ làm gì, làm bộ mình lại vướng cho đó, lại mất thời gian hơn. À đây ha, thầy đưa mấy chỗ này thầy làm, lúc thầy làm thầy thường này cũng rất là kỹ, thầy nghĩ đến trước là những cái chỗ đó thầy mọi người không có quen. Thầy sẽ ghi rất rõ, rất là kỹ cho đó rồi. Thắc mắc thì cũng được, tranh luận thì cũng được, thì đó mới ra cái vấn đề sâu thì mình hiểu hơn. Cơ bản những cái chỗ đó mọi người có thể tận dụng. À. Chưa đoạn này. Rồi. Xong, mình sẽ vào cái đoạn nâng cao. Rồi, hôm nay đoạn nâng cao là cho vô đây luôn rồi, khỏi đổi luôn. Cao ha, đại nâng cao ha, bị tinh thần ha, đại nâng cao là làm kỹ nha cô Nghĩa, không làm vội, nghỉ sớm nha, làm kỹ xem hết mấy cái thầy đã ghi ở dưới á mới giải ra được. Bữa nay không có dịch được bài thì để cô Dung dịch này. À, con mời sư đọc đoạn này ạ. Thì ni mà ni pikawe ranyo khatiyasa mutha wasitasa ya waji wang sarani yani fawanti katamani tini yasmin fikawe padese raja khatiyo mutha wasito jato hoti idang fikawe pathamang ranyo khatiyasa mutha wasitasa và qua trì quần xà ra nì dần hồ tí u ná cha ba rằng phi kha quê yasmin ba đề xê ra cha khát tí dô mút thà qua xít tô hồ tí y đằng phi kha quê đu tí dần rành nhô khát tí giác xá. Quay cho đánh, ủa sao nó chạy chữ rồi? À, tại nó bị cái này á sư, nó nó không có nói, đánh xuống dòng chú à, chứ nó không đổi gì hết. Mutha wasitasa ya waji wang sarani yang hoti puna chaparang phikawe yasmin padese raja
Khatiyo Mutha Vasito Sangha Mang Afiwichi Afa Afiwichi Nitwa Vichita San Gatmo Gamo Tamme Wa Sangha Masi Sang Acha Vasati Idang Phikkhave Tatiyang Ranyo Khatiyasa Mutha Vasitasa Ya Vachi Vang Sarani Yang Hoti Imaniko Phikkhave Tini Ranyo Khatiyasa Mutha Vasitasa Ya Vachi Vang Sarani Yani Phawanti. Rồi thôi mấy câu chú giải này không cần đọc. Đó, thì mọi người làm theo cái bốn cái thầy liệt kê trong cái điểm ngữ pháp đó ha. Tuần tự bốn cái đó thầy mọi người đọc theo bốn cái đó, theo những cái gợi ý bốn cái đó để giải thì mới giải ra được. Và chú giải trên ha, theo những cái hướng dẫn tương tự 1 2 3 4.
Dạ thưa thầy, dịch để thầy sửa thầy ha, dịch thử là thành sao thầy ha. Kìa, sẵn đang biết dịch rồi. Alo. Rồi cô giải đúng không? Dạ. Cô giải, cô hỏi. Dạ, dạ giải, giải thầy ha. Dịch rồi, thử. Mời cô. Dịch thử cho thầy sửa. Dạ, kính thưa sư, kính thưa thầy và cả lớp. Này các tỳ khưu. Trong khi một vị vua thuộc giai cấp sắc đế lỵ được xoa chất lỏng lên đỉnh đầu thì có ba điều đây là ba điều đáng ghi nhớ trong kiếp sống, trong đời sống. Rồi hiểu, từ từ hiểu là cô xác định cấu trúc là sở cách độc lập đúng không? Dạ. Sở hữu cách độc lập là Ranyo, Kathiyasa, Mudra, Vasistasa. Đúng rồi. Và cái chủ tự của nó là cái nào? Có ba điều đáng ghi nhớ là Saraniyani. Cái chủ tự cho cái phân từ đó đó. Ranyo á thưa thầy. À, Ranyo. Cái đó của cô về ngữ pháp không có sai, nhưng mà xét về nghĩa thì không đúng. À, phải xét về nghĩa nữa. Đồng ý là cái cấu trúc mà sở cách độc lập á là nó có một cái danh từ với một cái phân từ. Cả hai cùng ở sở cách thì nó thành sở cách độc lập. Nhưng không có nghĩa là lúc nào nó cũng vậy. Không có nghĩa là cứ một cái danh từ với một cái phân từ mà cùng ở sở hữu cấp thì nhất định nó phải hình thành cấu trúc sở hữu cấp độc lập, không nhất thiết nó có thể thành một cái cấu trúc khác. Yeah. Được. Vậy là dịch cách khác. Đây là sở cách bình thường à? Hoặc là dán một cách. Nó là sở hữu cách bình thường đúng không? Thì mình, nếu mà vậy thì Ranyo là chủ cách này, giờ dịch cách cách ngược lại đi. Ranyo là sở hữu cách, giám mục cách chứ không phải là chủ cách. Ừ. Đúng rồi, không phải chủ cách, thầy hỏi chủ từ chứ thầy không hỏi chủ cách. Thầy hỏi chủ từ mà. Nha, chủ từ là của cái cụm đó. Chủ từ của nó là Trini Mani. Đó là chủ từ với cái động từ khoa quá tí. Thầy hỏi lúc nãy có nghĩa nó ra thì nó là chủ từ cho cái quá khứ phân từ này nè. Đúng. Là cái này à. Chủ từ của ba quan trí là trí ni ma ni. Dạ thầy nói đúng rồi đó, chủ từ của cái đó là cái cụm đó. Còn cái lúc ba quan trí là... Không để thầy nói với cô Dung. Cô Dung ơi. Dạ. Lúc nãy thầy không có hỏi cô nghĩa là chủ từ cho cái pha quanh tí. Thầy hỏi cô nghĩa là chủ từ cho cái quá khứ phân từ này nè. À vâng. Nhưng mà như thầy nói đúng là không nhất thiết lúc nào phải là sở hữu độc lập. Theo tôi đây là sở hữu cách bình thường hoặc là dán một cách bình thường đúng không? Cái sở hữu cách độc lập là mình giải hết ở dưới. Mình sẽ thấy nó vô lý liền à. Vâng, vâng. Bởi vì rất là dễ hiểu là cái chuyện mà rưới cái nước lên đầu này á thì nó xảy ra có nơi có chốn, nó chỉ xảy ra có chừng chắc vài phút đồng hồ, làm sao mà nó đủ thời gian nó làm cả ba chuyện dưới đây, mà ở dưới có một cái chuyện gì rất là ghê gớm là đánh thắng quân địch rồi gì, thì làm sao mà nó làm trong trong lúc mà ổng được rưới nước trên đầu ổng làm chuyện đó được. Đúng rồi. Đúng không? Vâng. Giờ mình nghĩ đơn giản cũng rưới nước lên đầu như cái nghi lễ giống như hồi xưa mà vô đội thiếu niên nhi đồng được được gắn khăn hoàng, nó nghi lễ gắn khăn hoàng, trong lúc mà gắn cái khăn hoàng đỏ làm sao mình làm gì khác được, đâu để làm gì khác được à.
Cái này nó có nghĩa là được vị vua được chính thức mà tôn phong á. Đúng, chính xác. Như vậy phải dịch lại, phải sửa cách dịch lại. Là có ba cái điều đáng ghi nhớ trong đời của vị Suốt đời, ở vua. đây là suốt đời, ra Suốt quá chu đời. văn quá Suốt đời. là suốt thời gian đó luôn chứ không phải là trong đời. Suốt thời gian thôi, suốt thời gian của cái việc đó. Suốt đời Suốt gia đời của quá ông là ấy. đời sống của ông vua đó, Suốt suốt đời của ông ấy. suốt đời. Suốt đời. Có ba điều đáng ghi nhớ suốt đời. Của vị vua được tôn phong. Vua gì? Vị Vị vua vua Sát xứ Sát Đế Lợi, thuộc dòng dõi Sát Đế Lợi. vua Sát Một giai cấp Sắc Đế Lệ. đã Một cấp được, đã cũng được được tôn phong. quán quán đảnh. đã được à, quán đại Quán đảnh. trước giờ dịch quán đảnh này cũng hiểu quán đảnh là gì. Phật đảnh thầy đoán chắc là cái đỉnh, cái đỉnh đầu đó. Còn còn quán đây là gì thầy? Thầy đúng. Quán đảnh là chấm mấy cái gì lên lên trên cái đầu á thầy. Thấy có mấy dấu chấm của mấy vị mà bên đốt nhang á thầy. Mình bắt tâm. Đúng vậy, đúng vậy. Không, cái này cái lễ con Nên vua là rưới cái nước mình một nói cái là được 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 được, được tôn phong đi. Mà cái lễ phong vương của ông anh ấy, cái lễ ý, phong anh vương. ý đây là nên được ghi nhớ nha, hoặc là xứng đáng được ghi nhớ, à đáng nhớ là xứng đáng được 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 nhớ đó. À, đáng nhớ rồi. Ba điều ấy là gì? Ba điều gì? Rồi, ba điều gì? Rồi. Tại nơi nào Rồi. vị vua này là chủ chủ cách này hả thầy? Vị vua người giai cấp Sắc Đế Lợi. Thuộc giai cấp Sát Đế Đã Lợi, được tôn Sắc Đế đã Lợi được đã được tôn phong, đã được quán đỉnh quán đảnh và sinh, đã được sinh ra, đã được sinh ra được sinh ra, tức là được ông sinh sinh ra, xong rồi ông mới được quán đảnh hả thầy? đúng rồi, thì ông sinh không được, ông mới được quán đảnh. Vậy là phải dịch cái chữ này. Vị Không vua phải, ở đây muốn nói gì, ở đây không phải nói chuyện là ông sinh ra ông mới được quán đảnh. là lúc ông sinh ông được quán đảnh, nói cái vị trí ạ. Không, cái nơi nơi chốn mà Nơi mình nơi sinh sinh mà nơi sinh, nói nơi sinh của ra. ông. Đúng rồi, Ở nơi nào mà ông được sinh ra rồi ông được quán đảnh? ông Không sinh ra. phải ạ. Ở Không, nơi nơi được nào sanh ra, cái ông vua mà là gì, ông vua nơi thuộc nào dòng Đế mà vị Lợi, vua mà thuộc thuộc giai dòng cấp Sắc Sát Đế Đế Lợi á, Lợi mà được đã được tôn quán đỉnh phong á, ấy. là cái Đúng nơi rồi. mà được sinh ra đó, nơi được sinh ra. Khatio này, Mudawasito đều là bổ nghĩa cho Nếu Raja. mà được sinh ra, nói cái nơi để quán đảnh thì ở dưới cũng có mấy chỗ nơi nào ở đó. Tại nơi nào, ở nơi nào thì cũng Mà cái đoạn này là quan trọng là cái chỗ ổng được sinh ra. hả? Không, Không không phải phải cái nơi ông sinh cô. ra, Đúng rồi. tức là ông vua Tức là mà cái điều thứ nhất á, mà cái điều thứ nhất, cái điều thứ nhất á là mà được ghi nhớ suốt đời á, là nơi ông là cái sinh nơi ra. chốn nào mà ổng được sinh ra, cái vị vua đó được sinh ra đó. Đúng rồi. Đúng rồi, đều sinh ra. Cái ông vua mà được quán đảnh đó, ông được sinh chứ không phải là nơi quán đảnh. Thì cái này đâu có nói đến ổng, ổng cái nơi mà sinh ra ổng đâu, tại vì bốn cả ba cái điều ở dưới cũng có nơi đó mà.
Đâu, cái điều thứ hai thì là nơi mà ông được quán đảnh. Điều thứ ba tức là Không. nơi thắng trận. Đúng rồi. Vậy bây giờ đúng rồi. Vậy là nhớ nhớ Đúng cái nơi. rồi, điều thứ hai mới nói tới quán đảnh. Đúng rồi. Khi Vậy ông là đã được quán đảnh rồi, đúng rồi, điều thứ nhất là nơi nhớ là nhưng mà sinh đối với ra ông thôi. ấy thì cái điều thứ nhất đáng nhớ là nơi sinh ra, điều thứ hai là nơi quán đảnh, và điều thứ ba là nơi mà ông ấy có cái trận chiến thắng đánh Vậy được. là nhớ cái nơi thôi chứ đâu có nhớ Thắng trận. cái. Đúng rồi, vì ông đã được quán đảnh rồi mà. Khi ông được tôn Còn nhớ cái nơi. quán đảnh rồi. Không không, để hỏi thầy sơ, cái này là mình nhớ cái nơi hay là mình nhớ cái sự việc chứ? Cái sự việc nó quan trọng hơn cái nơi chứ hả thầy? Nhớ. Không không, nói nhớ nơi sinh ra, cái đầu tiên á nghĩa là nói nhớ nơi sinh ra. Không có nhớ nơi, nhớ cái việc sinh Rồi ra. cái điều. Có việc Cái sinh ra việc kiểu bình thường. nhớ cái nơi chốn Nó sinh cái ra. nơi chốn ông sinh ra chứ, tức là quê quán ấy. Đâu có nói nơi nơi nào đâu sinh ra đâu, chỉ có nói ổng sinh thôi mà, được sinh mà, chứ đâu có nói nơi đâu. Vị vua nào nè? Đấy. Nơi nào đi Yasmin À, này. ổng được sinh ra nơi nào? VC này. Cái chỗ Ở nơi nào? Yasmin. Vậy ở Ở dưới cái vị. có nơi nào á thưa thầy? Vậy là bây giờ mình nhớ nơi hay là nhớ cái sự việc? Cái bây giờ chưa cần hiểu cái đó. Tại vì ba đoạn đều có Jasmine BDC thôi, BDC Nhớ là nhớ cái nơi, nhưng mà mỗi cái nơi với mỗi sự việc nó khác nhau, sao cô đổ đồng là nhớ nơi nói sự việc? vậy là cái chủ yếu là nhớ cái sự việc á, cái sự việc nó Ổng diễn sinh ra ra ở ổng một, nhớ ổng nhớ chứ làm sao nhớ nơi được thầy ha. Tại vì ba nơi đều có là ba nơi, dĩ nhiên phải có cái nơi thì mới diễn ra cái việc đó chứ. Ở không đây thầy hỏi chứ Phật tử bây giờ qua Ấn Độ đi lại bốn cái gì đó, bốn cái đó là bốn cái bốn gì? tứ động tâm, bốn cái tứ động Bốn thứ tâm. đồng tâm, nếu nói như cô đi nhớ ba đó làm chi, nhớ bốn cái sự việc đó của Đức Phật ở nhà được rồi, giờ giữ trong lòng được rồi, đi quyến bốn cái đó làm chi, Đúng rồi. còn gì Vậy nữa? nếu Bốn cái đó có gì đâu mà đi quyến nếu mà nói như cô, đúng không? vậy thì này nó nói ba điều đáng được ghi nhớ, cái đáng điều ghi nhớ thành ba nơi đáng ghi Đúng nhớ. rồi, đúng rồi. Cái Tức là điều sự hai, kiện ở cái nơi cái chốn mà ông điều làm hai được đúng cái sự rồi. kiện. Thế nè, đây thầy thầy sẽ nói về ngôn ngữ, thầy sẽ nói về ngôn ngữ. Cái điều đây là nó dùng một cái đại từ là ý mắng, mà cái đại từ là nó đại diện, có thể đại diện cho bất cứ thứ gì Người trên vật đời. Thế vậy tại là sao các cứ mặc định là cái đó là nhất định là phải mở, nó là một cái đại từ luôn, từ đại diện mà. vậy mà mình dịch là ba nơi đáng được ghi nhớ trong đời, trong cuộc đời của vị vua. Ban đầu cứ dịch là ba điều để mà xét xét với câu Pali đã, Ba nhưng mặc việc, dù đúng ba là như thế điều thôi. thôi, điều chung. Nên đây cũng là một cái vấn đề về cái tư duy ngôn ngữ tiếng Việt với lại tiếng Anh, tiếng Pali, đúng không? Để mình nhớ cái gốc của nó là đại từ, thì nó có thể đại diện cho bất cứ cái gì trên đời ha, mà mình đổi nó lại thành cái điều rồi, là cái tiếng Việt mình sẽ nghĩ điều là một cái sự vật gì đó, sự việc gì đó, à không phải nơi không. Lúc nào phải Không phải phải dịch cái theo tiếng của mình, cái điều nó chỉ cho nhiều thứ. cái điều nó chỉ nhiều thứ, nó là bất cứ cái gì trên đời. Vậy bây giờ ba nơi đi thầy. Đây là Không, ba điều cái gì, cái nó không có dùng cái nơi. À, ba nơi kêu đáng là được. ba cái thì nó quá thô, mà kêu là ba sự vật nó quá kỳ. À, ba điều thôi, câu đầu nó không có để nơi, mình mới bám sát vô cái đó, cái sau nó mới trình bày rõ đã là cái nơi. Vậy nơi nào, ở nơi nào Nơi nào? Đúng rồi. vị vua thuộc dòng sắc, thuộc giai cấp sắc đế lỵ Đúng được, rồi. đã được quán đại đẳng đi, Đã được quán đỉnh. đã được sinh ra, Được sinh ra ở nơi nào mà vị vua Xác Đế Lỵ được quán được đảnh, sinh đã ra, được sinh ra chứ. Dạ.
này các vị thương, điều mà đáng ghi nhớ, điều thứ nhất. Thì này các tỳ kheo. Có lẽ đây không có dấu chấm nè. Bây giờ mình đổi thành dấu chấm phẩy, mọi người sẽ thấy rõ hơn nè. Đây là cấu trúc câu. Hướng quá. Cho dấu chấm vô. Đây là một cái cấu trúc câu tương quan. Đó, thì đây là một cái vấn đề thực tế. Mọi người thấy đây là cái cách chấm câu của cái bảng, cái bảng của Miến Điện đó, cái bảng Bali của Miến Điện ở trong đi cầu Bali đời này lấy ra đó. Để đây này các vị thương. Cái chấm câu nó không có được chuẩn lắm. Hay vậy thì mình cứ đọc theo cấu trúc câu tương quan thôi. Thì ở đấy vậy ha. Thì đấy, thì ở đấy, thì ở đó. Thì đấy là. Đúng rồi, thì đó là. Thì đó là. Thì đó là điều đầu tiên đáng ghi nhớ. Không, ngược lại nó mới xuôi cô. À, thì đó là điều đầu tiên của vị vua. Điều đáng nhớ suốt đời đầu tiên. Đó, nó mới xuôi được. Thì đó là điều đáng nhớ suốt đời đầu tiên của vua thuộc giai cấp đế lỵ. Đã lỵ. Đã được. Quán đảnh. Đã được quán đảnh. Tôn phong đã được quán đảnh. Rồi. Và lần nữa này các tỳ khưu, ở nơi nào vị vua là người thuộc sắc đế lỵ? Vị vua thuộc giai cấp sắc đế lỵ. Vị vua giai cấp sắc đế lỵ. Các tỳ vô đây xem là tính từ bổ nghĩa cho ra cha, không cần coi nó là đồng vị. Thuộc giai cấp sắc đế lỵ đã được quán đảnh. Thì đấy là, thì đó là đó là điều đáng nhớ, điều đáng nhớ ngày đời quân ở đời, điều đáng nhớ, đáng nhớ suốt đời, suốt đời lần thứ hai. Dạ, lần thứ hai của cái vị này, của vị vua sát đế lỵ đã được, đã được quán đỉnh. Rồi cái lần lên lần nữa này các vị khu, trong trong ở nơi nào vị vua sát đế thuộc giai cấp sát đế lỵ đã được quán đảnh sau khi đã chiến thắng trận đấu, thì người chiến thắng, thì người chiến thắng chiến trận chiến đó là vị chiến thắng Vichita Sangamo, là chủ cấp tiếp tục đó thì ha. Cái nó có nghĩa là gì? Chữ đó có nghĩa là vị chiến thắng trận đấu. Không phải vị chiến thắng trận đấu. À rồi, chiến thắng trận đấu cũng được đổi ra trước rồi sao nữa? Ở vị trí cạnh đầu cuộc chiến. Đúng chưa? Chưa được. Cái chữ Achava Sati á thầy, cái đó là dịch là đứng đầu, đứng đang đứng ở vị trí hả thầy? Cái quý chí tá Sangamo đây chưa xuôi nè. Quý chí tá Sangamo đây là danh từ hay tính từ?
cái Raja này là chủ cách nè, còn Katiyo là tính từ nè, Mudra Vasito là tính từ nè, rồi cái Vichita Sangamo của tính từ của đó luôn ha thưa thầy, cái vị vua đó mà chiến thắng. Tại cái động từ bất biến quá khứ phân từ này nó có sanga sanga măng nè, là trực bổ cấp cho nó rồi nè. Rồi đúng. Dạ. Yeah. Vichita sangamo đây là chủ cấp của cái động từ achava sati nè thầy. Thì nếu vậy ông ra cha ông đứng đây ông làm gì? Ông là chủ cấp ông đây, ông đứng đây vậy ông sẽ làm chủ cấp. Vậy đó. Dạ dạ không phải thầy. Ông là Raja là chủ cấp cho cả achava sati đấy. À. Một loạt cái ứng từ bằng cho nó. Rồi. Thì Ajita Sangamo là chủ cách của Acha Savati Vasati là động từ đó thầy ha. Còn cái Sangamani Sinang Sisang này nè là trực bổ cấp của cái động từ Acha Vasati. Không, bây giờ cái Vichita Sangamo cô giải quyết làm sao? Cái quy chế tài sang môn này nè. Cái này là danh từ của cái động, là chủ cách của cái động từ ở đằng sau nó nè thầy. Vậy còn ra cha đây sao? Như vậy ra cha nó làm gì? À vậy thôi, không phải rồi thầy. Dạ, Raja này là động từ Acha Vasati nè, là ông có những cái thuộc tính là Katiyo nè, Mudra Vasito nè, rồi Vichita Sangamo phải không thầy? Ông có ba cái thuộc tính đó, phải không thưa thầy? Ừ. Còn cái động từ bất biến này nó có cái trực bổ cách là Sangamang nè. Rồi. Dạ. Còn cái động từ chính của cái ông là ông vua là Lacha này, là động từ là Acha Vasati. Rồi. Dạ, ông có cái trực bổ cách của ông là Sangha Masisan. Rồi. Phải không? Sao? Phải không? Đúng rồi, cái hướng đó là đúng rồi đó. Thì cái Jasmine Padese, Padese là ở vị trí nào mà cái ở nơi nào mà cái ông vua này thuộc cái giai cấp sắc đế lị này đã được quán đảnh. Và sau khi ông chiến thắng được cái trận đấu thì ông là người chiến thắng, là người có sự chiến thắng chứ. Cái trận chiến đã vượt qua trận chiến hả thầy? Rồi, đã vượt qua trận chiến. Đã vượt qua trận chiến. Đã được đứng ở vị trí đầu của trận đấu hả thầy? Trận đấu đó. Cái khúc trên này khó dịch. Cái khúc này khó dịch hả thầy? Bây giờ cái cô giải mấy cái vấn đề ở dưới chưa? Giải. Bây giờ cái đó số 2 đó, thầy hỏi cái số 2 nó là gì nè? Cái từ si săn trong săn ga má si săn ở đoạn kinh thứ 3 là thứ nhất là nó có nghĩa nào trong những cái nghĩa liệt kê bản từ vựng không? Yeah. Nếu không thì nghĩa nó đoạn kinh trên là gì? Cô không giải này sao cô giải đoạn kinh trên? Tức là cái bài này không phải là bài dịch. Không phải là cái bài để dịch ra như cái này như trên, mà cái bài này để giải quyết mấy vấn đề này nè. Sau khi mình giải quyết những cái vấn đề này rồi á, đó thì mình mới dịch được chân chu cái bài ở trên. Chứ bài này không phải bài dịch. Vì cái bài này thầy sẽ cố tình thầy cho những cái vấn đề nó bị vướng mắc mà, cái đó thầy đã nói rồi, trong cái bản từ vựng này á thầy sẽ lấy những cái nghĩa mà ở trong từ điển nó cho sao thầy đưa ra như vậy, mà mấy lần trước mình gặp rồi đó, nó sẽ có những cái nghĩa nó không có ở trong từ điển này mà mình phải coi chú giải, thì mình phải dùng cái lập luận của mình để mình suy ra nghĩa.
nên giờ cô chỉ dựa vô cái bản này thì làm sao cô giải đoạn kinh này, tại vì đây là cái bài thầy 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 để ra cho mình tập làm mà. Si Sân này là không phải cái đầu mà là cái địa vị đứng đầu á. Cô dựa vào đâu? Địa vị đứng đầu. Cái trận chiến vượt qua đứng đầu, cái gì có cái động từ Vasati, Vasati này là ở vị thế. Cái này không có nói gì con người vô đây rồi, nói cái đầu con người đi. Đúng cái rồi đầu, đó là mình đã thấy vô lý rồi, là nó không cái đầu của cuộc chiến là không được, cho nên chỉ có để vị trí thôi. Cô giải mấy cái đoạn chú giải đi, sao cô không giải mấy câu chú giải? Trong cái câu chú giải nó có giải cái khúc nó mà. Thì Sangaman là trận đấu nè thầy, Sangama là trận đấu nè. Còn rồi sao? Yeah. Abhichinitoa là sau khi chiến thắng và đã phải làm cho không quân thù khiếp sợ đó, tức là nghiền nát vì chà đạp kẻ thù này. Dạ. Tăng Eva Sangama Si Santi là Tăng Eva Sangama à là cái điều kiện. Lý do sao giải ra khổ quá, không giải, cô cứ giải cái đoạn kinh sao cũng giải ra đi, thầy đã cho là cố tình để mọi người đọc những cái này mọi người mới giải ra mà. Nhưng cô cứ giải vậy biết khi nào ra. Cái giải cái chú giải, người giải những cái vấn đề thầy đã nói dưới đây nè. Xuất ra là không phải cái đầu nó nằm trong. Tăng Eva Sangama Si Santi số 7 là cái nguyên. Cái Sangama Si Sang á thầy, đó là cái vị trí, cái nơi á thầy ơi.
chứ không có phải là giống như cái ý nghĩa là cái đầu, cái nơi mà chiến ta, cái trận đấu đó, chiến thắng đó. Cái nơi dừng đâu rồi, cái nơi cuộc chiến đó. Ở ngay cái nơi cuộc chiến đó là ổng, là cái trận đấu là chiến thắng. Thì ác chá quá sao tí đây là gì? Chá quá sao tí, cái này là động từ có dịch kiểu như là chiếm đó, như ở đó này. Nếu mà cái nơi đó thì chiếm được cái địa vị, chiếm được cái chiếm lãnh nó được cái, tức là ông dẫn đầu ở trong trong có cuộc chiến thì đúng không biết nói thì sao. Cái chi quách cho tí đây là gì, các bạn mọi người khác có kiến giải gì không? Cô Dung giải rồi à. Tức là gần như là ông lúc nào cái này là sau khi chiến thắng mà phải chiếm được cái chiếm lĩnh được cái đất đai này kia của bên quân địch á. Không, cái này không phải là chiếm nha mọi người, đừng có suy luận, đừng có để cái dòng suy luận mình quá xa. Thắng ông ở cái địa vị đó đó, ông ở địa vị cao nhất cũng như là chiến thắng rồi và mở mang bờ cõi ấy, giống vậy. Đấy, thì đó là chữ Awasa Sati là ở, là nơi. Awasa Sati là đời, là hướng đến đời sống trú ngụ. Không phải hướng đến đời sống trú ngụ. Awasa Sati. Awasa Sati. Ghép vô mình không có được suy luận quá xa nha. Yeah. Này có nói có những cái tiền tố mình ghép vô nó không có đổi nghĩa gì của cái động từ hết đó. Nó trí Acha Vasati thì nó là ách thí nè, cộng với A cộng với Vasati. Vasati 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 là sống hoặc là trú ngụ. Dạ. Yeah. Nghĩa gì là chiếm mất. Sống trú ngụ. À, ách thí là hướng đến. Ách thí là ác thí là tiền tố cao hơn. Số 7, số 8 á, thầy coi cái phần đó là sao dịch rồi mà ráp vô không có ấy. Nó không có xui. Tăng Eva Sangama Sisa. Cái số 8 là rất là rõ, mọi người coi cái số 8 là nó rất là rõ. Số 8 là rõ lắm. Số 8 là hướng đến sự chinh phục. Chinh phục. Không phải hướng đến sự chinh phục, đây là động từ bất biến. Cứ bám sát vô. Sau khi chinh phục, sau khi chinh phục. Sau khi chinh phục. Sau khi vượt qua, sau khi chinh phục. À, quá xa tí là sống trú ngụ. Awasati là hướng đến sự sống. Không phải hướng đến hướng sự sống. Đến sống đến như trú ngụ. Chứ không phải hướng đến sự sống. Đừng có ghép vậy cô. Awasati là chạy ra. Awasati là chạy ra. Awasati là nếu mà động từ Awasati là chạy ra. Không phải chạy ra, không phải. Tuôn ra, chạy ra. Awasita. Awa sa tí đó là âm hai ngắn, đây là âm hai dài. Yeah. À, đầu là hai dài. À dài thưa thầy. Thì là nó động từ khác rồi, nó không phải cái này đâu cô. Không phải cái cuộc chiến này, được chiến, cái trận đấu đã chiến thắng. Nếu mà tra từ điển đi tàu Bali đờ nó dẫn ra quá số tí nè, dẫn ra quá số tí bình thường mà. Nè. Dạ thì quá số tí là ra bình thường, là cái nghĩa của nó là chạy ra tuôn ra đó. Ôi thưa thầy. Nhưng mà không có nghĩa vô đây,
không ai của thầy nè. Là sống, là sống. Đâu có nghĩa sống là à. Sống là ở đó. Là ở. Đó. Là cư ngụ. À là cư ngụ, là định cư. Nó có hai nghĩa lận á thưa thầy. Không có định cư gì đây hết. Là ở, cư ngụ, định cư. Ở đây là ở, ở cái vị trí đứng đầu đó. Cuộc chiến, ở vị trí đứng đầu cuộc chiến. Đó. Đứng đầu cuộc chiến là lúc mà ổng đang đánh á, thì nó còn có lý. Đây là ổng đánh xong rồi, ổng còn đứng đầu cuộc chiến gì nữa. Là ổng là người cầm à, thì cái người trận, người chiến thắng là người chinh phục, là cầm đầu cái trận đấu. Cái người chiến thắng. Cô dựa vô cái động từ á, cô đừng có suy luận theo trí tưởng tượng. Cái động từ đây acha quá sao tí là mình mới giải ra đây, chỉ có đơn giản là ở thôi. Nhưng mà ở vô đây ở mà ở ở ở mà đi với si răng si xăng là chinh phục rồi, là biết là ở nhưng mà nó si xăng ấy. Không phải, cô nghĩa cô vẫn bị si xăng trong này là đây nè rất là đơn giản. Lúc nãy cô đã nói với thầy là cái si xá này cô thấy không thể có nghĩa là đứng đầu gì hết. Bây giờ cô còn mang cái nghĩa đó vô không chứ? Dạ. Cô mang vô chi cho nó rối rồi cô cái suy luận đó là một vẻ. Ở đầu cuộc chiến đi thầy, phải không thầy? Là người ở đầu cuộc chiến. Thầy. Nếu mà ở đầu cuộc chiến là vậy cô phải trả lời cái câu số 2 của thầy là sao? Vậy là có nghĩa gì không? Từ si xăng cho đoạn kinh thứ 3 có mang nghĩa gì trong cái nghĩa liệt kê bản từ vựng không? Cái si xăng là lãnh đạo. Lãnh đạo cuộc chiến. Không, đây. Đây nè. Mời coi cái câu chú giải số 7 nè. Mời coi. Mọi người coi kỹ cái câu chú giải số 7 không? Bây giờ coi kỹ cái câu chú giải số 7 thôi. Mình dựa vô câu chú giải số 7 này nè. Mọi người cho thầy biết là cái si xăng ở đây á, nó đồng nghĩa với từ nào? Mọi người dò đi, mọi người dò cái câu chú giải số 7 đi. Dò từng kỹ, từng từ. Chỉ có lãnh đạo thôi, si xăng là chỉ có lãnh đạo. Mắt khả năng, khả năng là vị trí người trông. Đó, cô hiểu, cô biết cách làm đó. Thầy nói cái là cô biết cách làm. Lãnh đạo ở đây không có lãnh đạo gì hết. Lãnh đạo là cô lấy nghĩa từ đâu? Từ si xăng á. Cái câu chú giải số 7 đi, cô không chịu coi. Mọi người coi câu chú giải số 7 nè. Mọi người coi cái phần mà được thầy in đậm lên đó. Với cái phần mà thầy không in đậm đó. Mọi người coi nè. Là cái nơi. Ở đây là tăng mê quá đúng không? Tăng mê quá. Đây cũng là tăng mê quá đúng không? Yeah. Đây là xăng ga má đúng không? Xăng ga má. Xăng ga má. Vậy rốt cuộc cái si xăng nó là cái gì? Nơi. Nó là từ nào? Là tha năng đó. Tha năng. Nó là tha năng. Vậy bây giờ coi nghĩa của tha năng. Thì cái nơi á thầy, cái vị trí á, cái nơi. Tha năng là vị trí, nơi trốn. Thì cái nơi thôi, ổng mới được qua được đáng nhớ. Đúng rồi, là cái nơi.
Vậy thì nó nơi thôi, nó đâu có đứng đầu gì đâu cô, đâu có vị trí, đâu có lãnh đạo gì đâu. À đúng rồi, nơi á là cái nơi á, nơi chiến thắng, ở cái nơi, ở cái nơi. Si Sang thì là chú giải cho mình biết là tha năng, bây giờ mình dựa vô tha năng thôi, tại vì Si Sang chính là Si Sang nó bị vướng. Nếu theo nghĩa từ điển Si Sang bị vướng nên mình phải bỏ hết cái nghĩa Si Sang theo từ điển đi. Cứ như giả sử là mình bị tẩy não luôn, không biết Si Sang nó là nghĩa gì, mình coi cái nghĩa tha năng nè. Yeah. Chứ mình coi nghĩa tha năng thì vẫn cứ nhớ cái Si Sang là cái đầu, xong rồi rồi cứ suy ra là vị trí mà ổng đứng đầu đàn quân gì đó thì nó đâu có đáng đi. Chú giải nói đó là tha năng thì mình coi nghĩa của tha năng. Nha, vậy thì ở đây chỉ có một cái nghĩa hợp lý thôi, nó là cái nơi. Nơi trận đánh xảy ra. Đúng, nơi trận đó xảy ra. Sangama tha năng ấy, nơi trận đánh xảy ra ấy. Đúng, nơi trận đánh xảy ra chính xác. Tức là ở nơi nào mà vị vua Sát Đế Lị ở được sáng lập, chiến thắng trận đánh, à, vượt qua trận đánh, rồi sống ở chính nơi xảy ra trận đánh đó. À, sống ở chính nơi xảy ra trận đánh đó. Vậy này các tỳ kheo, đó là điều đáng nhớ suốt đời thứ ba của vị vua Sát Đế Lỵ đã được quán đảnh. Ok không? Cái thứ ba mọi người ok không? Tức là ông đánh thắng rồi, ông ở lại cái nơi cái chiến trường đó, đó nói cho rõ là cái chiến trường đó, tức là cái chiến trường sau khi ông đã thắng đó, ông đó. À, cái chú giải của bài này á, nó chỉ có tới nhiêu đây thôi, nó không có rõ lắm. Thầy thấy mà nếu mà... từ Asha Vasati đây đây là sống thực chất ở đây. Sống là sao ông cô? Ở tại cái đấy. Tức là ông đây là cái nghĩa, như là nghĩa đen đấy, là ông ở sống ở tại đấy á. Ông ở đúng rồi, ông ở tại đó, ông ở tại đó. Chứ không phải là nghĩa bóng ấy gì. Tức là ông ở tại đó, ông ở tại đó. Hồi đầu thầy cũng chưa hiểu, nhưng mà cái chú giải ở cái bài kinh khác á, nếu mọi người chịu khó search cũng cái từ Angama Si Sang nè, mọi người search bài kinh khác nó sẽ nói rõ hơn, cũng có đoạn này nói rõ hơn. Tức là sau khi ông thắng rồi á, thì ông ở trong cái danh trại đó, cái danh trại ở trong cái danh trại ở cái chiến trường đó, ông ở trong cái danh trại đó một cái thời gian bao lâu mình không biết. Nhưng mà nó có hai vấn đề như thế này. Là thứ nhất về cái tính hợp lý á, là sau khi mà đánh xong mà thắng á, không có ai đi liền, trừ khi là chưa phải cái chiến thắng cuối cùng nó do cái tình hình quân sự người ta mới đi liền. Còn hễ cái đó cái chiến thắng nó quyết định rồi, đánh coi như một cái trận mà lớn rồi á, thì ổng phải ở đó ít nhất vài ngày để mà ổng thu xếp hậu sự, lính lác bị thương rồi này nọ vân vân, thì nó về mặt thực tế nó có một số công việc ổng phải ở lại đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai á, là ổng ở đó để ổng tận hưởng cái cảm giác ổng chiến thắng. Ở trong chú giải nói rõ ra là vậy. Ổng ở đó, ở trong cái danh trại, ổng tận hưởng cái cảm giác là chiến thắng. Giống như ổng kỷ niệm một cái trận đánh lớn vậy đó.
À, mà cũng đúng, tại vì bây giờ mà mỗi năm mà vẫn còn có cái chuyện là trở lại, là mấy chục năm rồi còn trở lại cái chiến trường cũ để mà kỷ niệm ăn mừng chiến thắng, mà huống hồ ổng mới thắng ở đó thì ổng ở đó ổng kỷ niệm là đúng rồi. À, để ông chú giải nói rõ ra là như vậy, ổng ở trong cái doanh trại ngay tại chỗ đó. À, một cái thời gian bao lâu mình không biết, nhưng mà chắc chỉ vài ngày thôi, ổng tận hưởng cái cảm giác là ổng chiến thắng. Rồi bây giờ nếu dựa bây giờ tới câu hỏi thứ ba ha, nếu dựa vào câu chú giải thứ ba đó thì cái tính từ Sarini của mình ở đây nó là từ loại gì mọi người? Nó là danh từ à? Còn nó không phải danh từ cô. Ở trên á, thì là nó dùng theo danh từ đúng ở trong cái đoạn kinh của mình á, nhưng mà ở trong cái câu chú giải này nè thì chưa biết nó là gì. Chưa biết rõ hơn nó là gì. Mọi người cứ áp dụng cái cách nãy thầy làm với cái câu số 7 á, mọi người coi từng từ bên bên đây nè, cái bên tô đậm với bên kia nó giống hay nó khác nhau cái gì. Là mọi người sẽ thấy liền à. Nó là tương lai phân từ hả thưa thầy? Tương lai phân tử nè. Cho nên mình dịch không ra là vậy. Không có chú giải chắc khỏi biết luôn. Nó là tương lai phân từ, được ra cái đuôi tương lai phân từ mà ni giá này là có học trong bài, vẫn có học thì biết là mọi người sẽ không nhớ, thì vì nó ít xuất hiện cái đuôi mà Thầy nói là rất là hiếm xảy ra đó, cho nên nó hả không có chú ý cái này ghi ra. thì đây đi giờ hiếm đi đấy, đây chú giải đây rất là rõ đây. Quên. À, Dạ. thì mình suy được tiếp theo luôn là cái samu xá ni gian ý đây là gì. Sát tu mát đa đi vậy cũng vậy luôn. Đúng rồi, cũng vậy luôn, Dạ. nó cùng nghĩa nhau mà, Dạ. bởi vì nó không còn cái từ nào nữa, nó không còn cái từ nào nữa để mà chỉnh sửa nghĩa cho nó. Nên ở đây là một cái tương lai phân từ rồi, thì ông này cũng phải là tương lai phân từ luôn, thì hai ông mới cân nhau, mới đi bổ nghĩa cho ông Sarani Yani được. Chứ ông này một cái gì đó khác lạ nữa thì đâu có lọt vô được. Bởi vì cái nghĩa của ông là đã ra rồi, Asamu là không quên rồi. Thì bây giờ không quên là thế nào, không quên đang không quên hay là đã không quên hay là gì đó không quên. Nó thu rất là hẹp Không được cái quên. đúng rồi, không nên được quên, Anh không nên. đó là Quên không tương lai. được. Nhất là ở đây mình đã nhớ là cái ni giá này là đuôi tương lai phân từ, thì ông này cũng vậy, là ni giá. Đáng được nhớ. À, vậy là dịch lại là đáng được nhớ hả thầy ha? Đáng được. Sao lại? Đáng được quên, Dạ. không đáng được quên. Không, ở trong bài á thầy Đừng Sarani quên. Đúng, nó đáng được nhớ. Yani. Tại mình không hiểu là cho nên dịch sai cho chỗ này. Hay. À, nó đọc cái giải một cách đọc này, mọi người so cái phần mà ở trong
cái màu bù đen lên á là cái mà được chú giải, mình so với cái phần kia, so từng từ, so qua so lại xem là nó giống nó khác nhau chỗ nào. À, xong câu ba à, nhớ ha, là đọc đọc chú giải mình phải làm cách đó, kể cả khi mình so những cái đoạn kinh khác với nhau cũng vậy, cái đoạn kinh của bài kinh này với bài kinh kia mình cũng sẽ so giống vậy đó. Câu 4 ha, ở câu chú giải 6 cho cụm từ Y ni toa sa tu mắt đá thăng ca toa, các từ ở trong cụm này quan hệ với nhau như thế nào? À, tức là nó liên hệ, nó liên kết, nó bổ nghĩa cho nhau như thế nào á? Tú Toàn Ít à toàn chứ toàn các toàn làm cho kẻ thù khiếp sợ. rồi, vậy thì sao, có nghĩa là sao? Đó, nó là vậy nè. Cho kẻ thù cái đó đồng đồng vị hết trơn á, đồng thời gian hết thầy. Đồng thời gian, đúng rồi, đó. Rồi sao nữa? Đồng thời gian, đồng ý, đó. À, người thấy không, nên học lý thuyết là một chuyện. Lý thuyết ở trong giáo trình thì người ta nói là các động từ mà bất biến thì nó sẽ tạo thành cái chuỗi, cái đi trước, cái nào xuất hiện trước là cái đó là bước 1 đi trước, tiếp tục tới bước 2, bước 3. Ở tới đây mình thấy hai cái này thực chất là một Cùng xảy ra một đó, là về mặt thời gian. Còn về ý nghĩa thì sao? Ý nghĩa thì sao? Nó cũng đồng ý nghĩa luôn sao thấy nó đâu khác đâu. Đồng ý nghĩa luôn. Luôn. Tức là á phí quý chí ní toa, thực chất tức là ở trong đoạn kinh này nha, mình không có nói chung chung, không phải nói là bữa sau bữa giải đoạn kinh này thấy thầy nói đồng, không phải, chỉ xét trong đoạn kinh này thôi, chú giải là cho đoạn kinh, cho cái bối cảnh đoạn kinh này, thì á phí quý chí ní toa thực chất là bà chí ní toa. À, mà đồng nghĩa với sắc tú mát đa năng ca toa luôn, đây là ba cái từ đồng nghĩa với nhau thôi. Không, chứ không phải là chí ni toa xảy ra trước rồi tới mới sau đó mới làm cái ca toa sắc tú mát đa năng, không có. Đấy, rất rõ, chí ni toa thì nghĩa đã rõ là chiến thắng rồi, là chiến thắng là đè bẹp quân thù, chứ còn còn chiến thắng thì xong rồi, chiến thắng xong rồi mới đi đè bẹp quân thù thì sao được, đúng không? À, cho nên ở đây khi mà đặt kế nhau như vậy á, thì không phải là cái chí ni toa nó xảy ra trước, mà ở đây á, nó giống như là có cái chữ O của tiếng tiếng Anh vậy. Nó
nên cái đoạn kinh đó, nếu mọi người cứ đọc phớt qua, mọi người ráp từ vô từ điển, mọi người ráp từ vô, mọi người sẽ thấy mọi người nắm bài kinh không có kỹ bằng cái cách này. À, cách này mình mất công hơn nhưng mà mình mới tăng nội công được. Mọi người thấy không? Mọi người hiểu cái bài kinh này mọi người sẽ hiểu sâu hơn rất là nhiều. Mà mấy cái này nè thầy đảm bảo không có sách nào họ chỉ tới từng chỗ như mình vậy đâu, thầy đảm bảo. Dạ, đúng rồi. Có ví dụ như là của ngài Bô Thi, khi ngài dịch đó, ngài làm những cái chú thích đó, những cái chú giải này á, ngài dịch ra thì có. Thì ngài dịch cái đoạn chú giải nó ra tiếng Anh luôn thì có, chứ ngài đâu có chỉ từng cái từng ly từng tí như vậy. À, như là thầy chia sẻ mọi người không có đâu, mọi người kiếm trong sách trong mạng đảm bảo. Thì ngày dịch như vậy á, là mình phải đọc ngược lại. Nếu mình có kiến thức mình đọc ngược lại thì mình có thể mình dò ra được. Chứ còn ngày sao không nói từng ly từng tí vậy đâu. À, nên là phải hành. Hành là thực hành kỹ năng ngôn ngữ á. À. Còn cái cách đó thì thầy chỉ mọi người vậy thôi, còn cái quá trình học thì phải lâu dài, chứ thầy cũng không thể chỉ hết được, thầy cũng không, tại vì đụng vô mới phải giải quyết ra. À, nên nhớ là đọc đoạn kinh mình phải đọc chú giải, mọi người phải xem cái chú giải. Tại vì bữa giờ mấy bài thầy cho mọi người thấy rất nhiều rồi đúng không, là những cái từ đó ở trong từ điển á không đáp ứng được nghĩa. Thầy chưa biết cái từ điển mới ra sao, cái từ điển của ông của bà Khôn đó, của sư Chánh Thân giới thiệu, thầy cũng chưa biết mặt mũi sao, thầy cũng chưa biết là nó đắc lực hơn hay không nữa. Nhưng mà trang bị cái bộ đó chứ cũng bộ, cũng phải ai cũng có điều kiện. Nên là thôi, mình vẫn còn một cái nguồn là chú giải, thì mọi người phải tập coi chú giải, rồi tập cái đoạn đó, cái câu đó, tập so sánh, chủ yếu là so sánh, mình đã học được nhiều và mình giải quyết được nhiều. Vô từ điển không nó rất là hạn chế. Rồi là hôm nay xong bài này ha. Dạ, cảm ơn thầy. Xong bài này, okay, tuần sau mình sẽ tiếp tục. Rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Xin chào sư, chào cô Hiền, chào thầy và chào cả lớp ạ. Cảm ơn thầy ạ. Chào sư, chào